chương 562, dẫm bạo. Trong nháy mắt, đầu của hách ẩn đức bị lõm xuống thật sâu, trong nội tâm của hắn vô cùng chấn kinh, cho dầu có bị ánh nát cũng không có gì, nhưng dù sao lão ngoan đồng địa anh, kinh nghiệm vô số chiến đấu, khi đê ó sẽ dùng địa anh bỏ thể xác bay ra ngoài, đạt tới cảnh giới địa anh, mất đi nhục thân cũng không có gì lớn, ít nhất không phải chuyện trí mạng, muốn chạy, cho người nếm thử cái gì là lao lung chân chính, luyện thần quyết, thần niệm lao lung thần niệm của trình cung đã khôi phục tới cảnh giới thiên anh rốt cục cũng có thể thi triển ra mấy thủ đoạn của luyện thần quyết những thủ đoạn này cho dù những thế lực truyền thừa vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm cũng không có các thủ đoạn dùng thần thông của thần hồn như luyện thần quyết trình cung có thần niệm thiên anh giấu giếm một chút mũi nhọn trực tiếp vây hãm địa anh của hách ẩn đức mà trong tay của hắn trực tiếp bắt lấy thân thể của hách ẩn đức dám động tới người nhà của ta tất cả những kẻ dám dùng người nhà cô ta ra uy hiếp ta, tất cả những kẻ đê ó chính lạch nhân của ta, chết, hơn nữa, còn chết rất thê thảm, giống như hắn vậy, Trình Cung nói xong, khoát tay đẩn động hỏa diễm đốt cháy mấy tên trưởng lão kia thành tro bụi, trực tiếp đê ánh vào người hách ẩn đức, Trình Cung, ngươi dám giết hách trưởng lão, Phù Văn Tông ta nhất định không bỏ qua cho ngươi, Nguyệt Minh Thái tử trực tiếp nhảy dựng lên, tức giận quát một tiếng, Tên hách ẩn đức kia chính là người hách gia tại Phù Văn Tông, trong hàng trưởng lão cũng tính là có số má, không thể so với hách lộc, nhân vật trọng yếu như thế bị giết, Nguyệt Minh Thái Tử sẽ bị chỉ trích, trên lưng phải gánh trách nhiệm. A, à, địa anh trong cơ thể hách ẩn đức la lên vô cùng thảm thiết, thân thể và anh của hắn bị thiêu đốt trực tiếp, cũng giống như hai tên trưởng lão vừa rồi, ngươi cũng ít nói nhảm đi, đến loại tình trạng này ai có thể làm việc ai chứ, cho ngươi. Trình cung cũng không muốn bạo lộ chuyện niết bàn hỏa trong cơ thể, dù sau niết bàn hỏa quá mức thần kỳ, ở kiếp trước trình cung cũng không đạt được, nếu để cho người ta biết trong cơ thể của hắn có niết bàn hỏa, đủ để những tồn tại cường đại hơn hiện giờ gấp 10 lần, gấp trăm lần tới tìm hắn, điểm ấy trình cung rất rõ ràng, cho nên hắn trực tiếp dung nhập niết bàn hỏa vào trong tinh túy của hắc diễm, sau đê ó dẫn động hắc diễm, vào lúc này thiêu đốt hắc ẩn đức, trình cung trực tiếp đẩy về phía hắn, hắc ẩn đức đang bị thiêu đốt về phía nguyệt minh thái tử, quanh Trình Cung đã dùng thần niệm giống như thiên uy bao bọc chung quanh thân thể hách ẩn đức, thần niệm của thiên anh quá mức cường đại, dùng công pháp đặc biệt bố trí thần niệm lao lung, vây khốn địa anh vào trong đê ó, đem hách ẩn đức đẩy về phía trước, trực tiếp nổ tung, nổ thành vô số hắc diễm ra bốn phía, cho dù là chu dật phàm, nguyệt minh thái tử, vũ thân vương đang ở trong linh đê ai hay côn bằng thái tưởng ở không trung cũng phải né tránh hắc diễm từ thi thẻn thiêu đốt công kích tới, chạy. Đây là phản ứng của bốn người bọn họ, bởi vì vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy uy lực của hắc diễm tận mắt tuy bọn họ vô cùng tự tin nhưng uy lực của hắc diễm vô cùng đê án sợ cũng không dám đụng chạm vào hắc diễm rơi xuống linh đê ai linh đê ai lập tức bị thiêu đốt mà thân hình trình cung còn nhanh hơn vừa rồi vừa sải bước ra sông núi lướt qua dưới chân vào thời điểm này vọt tới trước mặt nguyệt minh thái tưởng ở trên không trực tiếp một cước bước ra dấm lên mặt của tên nguyệt minh thái tưởng vội vàng né tránh hắc diễm tốc độ của hắn nhanh như ánh sáng Tuy bọn họ sớm biết rõ trình cung cường hãn, thời điểm vạn vật nhất long đã cuộc thiên long chi lực, có thể vượt qua một đại cảnh giới, hơn 10 tiểu cảnh giới chém giết địa anh, nhưng lúc đó trình cung cũng chỉ có thực lực nhân anh kỳ đỉnh phong mà thôi, nói hơn 10 tiểu cảnh giới có chút khoa trương, nhiều nhất cũng chỉ là mấy tháng đê ánh chết chết 7-8 tiểu cảnh giới mà thôi, cho dù trình cung đổ kiếp, biết rõ hắn đạt tới địa anh, trong mắt của Nguyệt Minh Thái Tử, hắn tối đa cũng chỉ tới thực lực của địa anh tầng 8 là cao, thân là một trong một đời nhân kiệt của các thế lực lớn trên đại lục Cửu Châu, vượt qua mấy tiểu cảnh giới đê ánh chết đối thủ cũng là bình thường, mà hắn ở Bàn Châu là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới, cho nên đối với việc trình cung dùng vạn vật nhất long đê ánh chết đại yêu vương trường tí yêu viên, cũng không có quá, mà bọn hách ẩn đức là ba người liên thủ, ngay cả anh Đỉnh Phong cũng đê ánh chết, cho nên hắn mới tràn đầy tự tin, nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt hắc diễm lao lung bị nổ tung, hai trưởng lão bị thiêu chết trước kia hắn biết rõ hách ẩn đức cuộc hắc diễm rất thần kỳ, nhưng không ngờ nó lại khủng bố tới tình trạng này, mà sau đê ó hách ẩn đức bị giết, hắn mới cảm thấy không tốt, nhìn thấy trình cung đem hách ẩn đức ném tới, hắn cũng bị hù dọa, bởi vì hắn hoàn toàn không tin rằng mình có thể ngăn cản hắc diễm, mà khi thấy thi thể hách ẩn đức nổ tung, hỏa diễm bắn ra bốn phía, hắn trực tiếp dùng tốc độ cao nhất bay ngược về, nhưng không nghĩ trình cung lại nhanh hơn so với hắn, trực tiếp một cước đạp vào mặt hắn. Tốc độ, tốc độ không gì sánh kịp hắn cảm giác mình đã bị tập trung có một loại cảm giác không thể tránh được trong nội tâm nguyệt minh thái tử vô cùng kinh hãi tại sao có thể như vậy vì cái gì mình lại cảm thấy trình cung to lớn cao ngạo như sư tôn cực lớn giống như trời cao chúa tể tất cả mà một cước đạp lên hắn cũng không thể tránh đây là thần thông gì tại sao lại khủng bố như vậy a à, thừa nhận áp lực không cùng nguyệt minh thái tử sớm có chuẩn bị phát động tiếp dẫn phù hắn cũng không muốn giống như hách ẩn đức chưa sử dụng phù lục, đã bị trình cung đê ánh chết, bành bành, nhưng hắn phù văn của hắn bộc phát toàn bộ, chẳng những có phù lục phòng ngự, càng có phù lục công kích, mà bản thân Nguyệt Minh Thái tử có phù văn lưu chuyển, bổn mạng phù văn trên thân thể càng phát ra hào quang vạn trượng, tuy hiện giờ hắn chỉ là nhân anh kỳ đỉnh phong, nhưng hắn cũng từng giết địa anh tầng 5, thậm chí tầng 6, mà khi đê ó, hắn cũng không sử dụng bổn mạng phù văn quá nhiều nhưng dưới một cước này của trình cung, quy lực phù lục của hắn nhao nhao nổ tung, những phù văn này chỉ có thể ngăn cản một cước của trình cung một chút mà thôi, lại hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, Nguyệt Minh Thái tử vốn định dựa vào bổn mạng phù văn ngăn cản trình cung, sau đê ó chạy tới bên cạnh người của hắn, thân là người thừa kế tương lai của phù văn tông, vào thời kỳ mẫn cảm này. Hắn đi ra bên người khẳng định có tồn tại cường đại của Phù Văn Tông đi theo, đề án tiết hắn thời gian xuất hiện sai lầm, bành, một tiếng nổ lớn vang lên, trình cung lăng không dẫm một cước lên mặt của Nguyệt Minh Thái Tử, tuy lăng không đạp xuống, nhưng tốc độ và lực lượng của trình cung, trực tiếp đạp ảnh chân dung của Nguyệt Minh Thái Tử như thiết chùi y nện xuống như dưa hấu nổ tung, không chịu của hắn nổ tung, sau khi dẫm nát đầu của Nguyệt Minh Thái Tử, trình cung cũng đã phát tiết xong, một cước dẫm lên thân thể của Nguyệt Minh Thái Tử, mỗi một cước giống như núi đê e xuống hơn nữa trên người của hắn còn hào quang thần kỳ chớp động, dám hung hăng càng quấy trước mặt bản đại thiếu, sao ngươi dám trâu bò như thế, sao ngươi không làm ra vẻ đê án thương đi, ngươi nên mặc áo liệm đi, xem ta giết ngươi thế nào nhé, ngươi còn dám kêu gào với bản đại thiếu, ngươi còn dám chửi người, bành bành bành, trình cung đạp xuống một cái, thân thể Nguyệt Minh Thái tử bị nổ tung, vào lúc này, thân thể của Nguyệt Minh Thái tử giống như quả dưa hấu, bị trình cung đạp nát, nổ bung ra, không có cơ hội khôi phục lại chu giật phàm Cung bằng thái tử vũ thân vương đang đê ào tẩu những người chung quanh đều há hốc mồm ngay cả lý giật phong đứng cách thành song long không bao xa cũng há hốc mồm trời ạ à, đây là lực lượng khủng bố thế nào hắn vừa đột phá mà thôi tuy tất cả mọi người biết rõ trình cung vừa đột phá lên địa anh nhưng bọn họ cũng không phải ngu ngốc có một ít người có thực lực và kinh nghiệm cường đại nhìn ra trình cung chỉ có tu vi địa anh tầng 2. Tuy đạt tới địa anh tại tu chân giới cũng là cường giả, nhưng thực sự tương đối mà nói, đối với thế lực cường đại, những người thừa kế thế lực cường đại, những nhân kiệt mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ hắn không hiểu thấu và ba tên trưởng lão phù văn tông bị chém giết, trong đê ó có một gã trưởng lão địa anh tầng 8, hiện giờ lại đạp Nguyệt Minh Thái tử giống như con kiến điên cuồng chạp. Chuyện này quá kinh khủng a! À. Tại sao hắn có thể hung mạnh tới trình độ này? Trọng yếu nhất ở trong mắt của người xem là đột nhiên Nguyệt Minh Thái tử giống như mê muội bay tới, giống như đột nhiên tiến về hướng chân của trình cung. Hiện giờ đầm tất cả những lời mà Nguyệt Minh Thái tử vừa nói, không thể nghi ngờ biến thành thứ châm chọc tốt nhất mà trình cung chân đạp lên người của Nguyệt Minh Thái tử. Mỗi một cước đều làm cho thân thể của hắn nổ tung, vô số người nhìn thấy mà hải hùng khiếp vía, tuy phù văn tông suy bại, nhưng dù sao vẫn là tồn tại cường đại thống lĩnh một phương, mà người thừa kế tương lai của phù văn tông cùng côn bằng thái tử. Chu Dật Phàm, Lý Dật Phong là cùng cấp bậc tồn tại, hiện giờ bị người ta đạp nát dưới chân, giết hắn, lập tức, chung quanh có hơn mười mấy đạo nhân ảnh, trong đê ó có hai người mạnh nhất chỉ yếu hơn hách ẩn đức một chút, đều là anh tầng bảy, nhau nhau lấy pháp bảo ra, bọn họ chính là một đê ám trưởng lão cường đại nhất Nam Hoang Phù Văn Tông đi theo Nguyệt Minh Thái Tử tới đây, yếu nhất cũng là nhân anh kỳ đỉnh phong, đa số đều là tồn tại ngoài địa anh kỳ. Nếu cộng thêm hách ẩn đức bị giết trước kia, đội hình này đủ để khai sáng một đại giáo truyền thừa vạn năm ở nam chiêm bộ châu mà sứ mạng của bọn họ là bảo vệ nguyệt minh thái tử hiện giờ nhìn thấy trình cung dẫm nát thái tử bọn họ xông lên một cách điên cuồng trên địa bàn của bản đại thiếu có thể hung hăng càng quấy cũng chỉ có một mình đại thiếu ta mà thôi dựa vào bày đặt giả bộ trâu bò không ai trong tu chân giới này có thể trâu bò trước mặt bản đại thiếu đi chết đi thất tinh phá không trảm trình cung cũng không ngừng động tác lại Phát tay rất tùy ý, từng đạo hào quang hiện ra, tinh quang lóe lên, thời điểm thần niệm vừa khôi phục tới thiên anh, thân thể tới địa anh tầng chính đỉnh phong, lực lượng bản thân của hắn cũng đột phá lên địa anh. Trong quá trình này, Trình Cung cũng cảm nhận được vô số tinh lực từ vực ngoại tinh không, đương nhiên thân thể hấp thu tinh lực vô cùng khổng lồ, cho nên Trình Cung có thể trực tiếp thi triển thất tinh phá không trảm. Một kích này có quy lực siêu việt tồn tại địa anh đỉnh phong, có một loại hương vị tranh hùng với thiên địa lập tức bộc phát thiên uy một bước lên trời, cao cao tại thượng như tồn tại thiên anh. Đám người phù văn tông sử dụng phủ văn, phù lục cũng sử dụng rất kịp thời, thất tinh phá không trảm đã tới trước người, trực tiếp cắt bọn họ thành cạn bã. Chỉ có hai người cường đại nhất kiếp nổ phù lục kịp thời, sử dụng toàn bộ pháp bảo của mình, mới có thể dược tính mạng, nhưng phù lục tích xúc cài của bọn họ bị hủy diệt, pháp bảo cũng phế bỏ, thân thể là anh cũng bị trọng thương nghiêm trọng. Mà lúc này, Trình Cung cũng không đạp nữa, bởi vì Nguyệt Minh Thái tử bị hủy diệt, nhìn thì thấy Trình Cung đang phát tiết điên cuồng, nhưng kỳ thật Trình Cung vận dụng thần niệm Thiên Anh vận chuyển luyện thần quyết, đồng thời cũng thúc giục thiên uy của Thiên Anh lên tới cực hạn, mới có thể làm được tất cả. Chết, thân thể của Nguyệt Minh Thái tử bịp nát, Trình Cung lại khoát tay, trên ngón tay bắn ra một đạo quang mang, bay ra sau trực tiếp một phân thành hai, trực tiếp bắn thủng mi tâm của hai tên trưởng lão địa anh kia, trong nháy mắt sau đê ó thân thể của bọn họ bị nổ tung, địa anh cũng không có cơ hội bỏ trốn. Trình cung làm một loạt động tác, triệt để trấn trụ tất cả mọi người, hách ẩn đức dùng hắc diễm lao lung thần bí vây khốn trình cung, ngược lại bị nổ tung. Sau đê ó ba người hách ẩn đức đều chết, hiện tại Nguyệt Minh Thái Tử cũng bị giết chết, mà những người đi theo bên cạnh hắn cũng bị diệt sát toàn bộ. Chuyện này kinh khủng cỡ nào, mặc dù nói tuyệt đại nhân kiệt cửu châu có thể vượt cấp đê ánh chết đối thủ, nhưng rất ít nghe đến ai có thể một chiêu miễu sát đối thủ có cấp bậc cao hơn hơn nữa chỉ một chiêu đã giết chết đông đảo những người cao hơn mình vài cảnh giới nhỏ cái này cũng quá biến thái rồi một chiêu chi uy đủ để rung động tất cả mọi người đúng lúc này sau khi trải qua đại chiến ở sông long thành trình cung đổ kiếp trong nháy mắt tất cả mọi người trên bầu trời đều nên đê óng một không yên tĩnh áp lực a à, bảo bối của ta nhưng vào lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ đê ánh vỡ sự yên lặng này. Trình cung lúc này đang đưa lưng về hướng khác, khóe miệng của hắn có chút co rúng, cố nén cười. Mẹ nó, lão già kia, dám xem náo nhiệt, để xem bản thiếu gia chơi chết ngươi thế nào. Tiếng kêu này khiến mọi người phân tán một ít, cũng phục hồi lại khỏi từ trong khiếp sợ, trung động, bởi vì người phát ra tiếng kêu thảm này cũng không phải người bình thường mà là chấp pháp giả vương bằng khải. Ngay tại vừa rồi khi trình cung làm nổ tung thân thể hách ẩn đức, có một ít hỏa điểm màu đen được đốt lên cũng xông ra ngoài vài trăm dặm, tuy rằng đã rất yếu ớt, nhưng hướng đê đó úng là hướng của vương bằng thải và hầu lỗi. Khi hắc diễm đến chỗ bọn hắn đã rất nhanh theo đốt xong, không có mục tiêu nữa, hắc diễm này sẽ tự dập tắt, chương 563, chó nhà ai đang sủa. Hỏa diễm thật thần kỳ, hai mắt vương bằng thải sáng ngời, hỏa diễm thần kỳ như thế hắn chưa được nghe nói qua lần nào, coi như là hắc diễm yêu hỏa thuộc một trong yêu tộc tam đại yêu hỏa cũng không khoa trương như vậy a à. hôm nay có một cái xuất hiện trước mặt mình đây không phải cơ hội tốt nhất sao nghiến đây vương bằng khải khoát tay trong tay đã nhiều thêm một cái hồ lô đây là vạn bảo hồ lô của hắn là một kiện thượng phẩm linh khí có thể thu vạn vật tuy rằng còn chưa đạt tới tự thành không gian như đạo khí nhưng uy lực vô cùng cho dù một tòa núi lớn cũng có thể thu Vương Bằng Khải trực tiếp dùng vạn bảo hồ lô thu hỏa diễm sắp bị dập tắt kia vào trong vạn bảo hồ lô, sau đê ó thần niệm khống chế, chuẩn bị dùng nguyên khí cường đại chèo chống cho hỏa diễm màu đen kia tiếp tục thiêu đốt để ngày sau nghiên cứu, nếu như có thiểu khiển vậy không còn gì tốt hơn rồi, nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, ngọn lửa kia vừa mới tiến nhập vào trong vạn bảo hồ lô của hắn, hắn vừa mới sử dụng thượng thanh hỗn nguyên khí bên trong lấy, hắc diễm nhỏ yếu kia đột nhiên nổ tung lần nữa lập tức đốt toàn bộ không gian bên trong vạn bảo hồ lô. Hắc diễm này không gì không đốt được, ngay cả thượng thanh hỗn nguyên khí cũng bị thiêu đốt. Vương Bằng Khải vận dụng các loại thủ đoạn cấm chế của vạn bảo hồ lô, nhưng ngọn lửa kia càng ngày càng thêm khủng bố, cuối cùng vậy mà hoàn toàn thiêu đốt vạn bảo hồ lô, Vương Bằng Khải toàn lực trấn áp cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Khi vạn bảo hồ lô rốt cục triệt để bịt lên, hắn kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa đã té xuống từ không trung. Vạn Bảo Hồ Lô chẳng những là pháp bảo quan trọng nhất của hắn, Vạn Bảo Hồ Lô hủy diệt khiến thần niệm hắn bị hao tổn, bản thân cũng bị thương, điểm chết người nhất chính là tất cả những thứ hắn tích góp từng chút một cài này đều đã bịt hết, hắn đau lòng đến nỗi muốn chết đi, nhưng hắn lại không có chỗ nào để phát tiết, bởi vì vừa rồi nếu hắn né tránh thì tốt rồi, hắn cũng cảm giác được ngọn lửa kia kỳ dị, quỷ dị vô cùng nhưng không nghĩ tới ngay cả thượng phẩm linh khí cũng bị hủy diệt khiến tích xúc cài hắn đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Thống khổ, đây không phải là chấp pháp giả sao, như thế nào sẽ phát ra tiếng kêu thảm như vậy, đó là vạn bảo hồ lô, ta đi qua Trung Châu, vạn bảo hồ lô cũng lành tiêm pháp bảo dưới đạo khí, chẳng những có thể thu vạn vật, nghe nói mỗi ngày còn có thể luyện hóa nguyên khí hình thành đại lượng nguyên đang tinh khiết, là một kiện bảo bối không kém tuyệt phẩm linh khí. Thật thảm may mắn vừa rồi ta không cộng vào ngọn lửa kia hắn cũng thật xui xẻo hắn không phải không may mà là quá tham lam thôi bất quá lão gia hỏa phù văn tông bị giết sao lại tìm ra được hỏa diễm khủng bố như vậy chính thức khiến người kỳ quái chính là trình cung kia sao có thể sống sót dưới hỏa diễm khủng bố kia chứ chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao tình huống trước họa của vương bằng khải khiến tiếng dị nghị chung quanh lại nóng lên chỉ coi rất nhanh bọn hắn lại tập trung lực chúy lên người trình cung đối với vương bằng khải thương tâm gần chết nhưng không có chỗ phát tiết thất thần thống khổ mê mang đứng đê ó bọn hắn đã không còn để tới nữa cũng như vấn đề mà người kia đưa ra dưới hỏa diễm như thế trình cung sao có thể sống được sao không xảy ra chút việc gì dù sao hắn cũng không phải là tồn tại thiên anh a à. ngay khi tất cả mọi người sợ hãi tháng phục khiếp sợ nhìn về phía trình cung nghi hoặc khó hiểu thì ở bên ngoài vạn mét sau lưng côn bằng thái tự nhiên buông xuân từ trên trời lập tức một đạo nguyên khí khổng lồ ngưng tụ thành một đạo nguyên khí trạng thái dịch sau đê ó một bóng người xuất hiện chính là nguyệt minh thái tử sau khi đạo nguyên khí trạng thái dịch trên trời biến mất thân thể nguyệt minh thái tử chấn động thất khiếu chảy máu thần sắc trở nên cực kỳ khó coi phân thân tá mệnh phù dù chỉ là một cái phân thân nhưng lại cuộc lực lượng của bản thân trong lúc nguy cấp có thể thay chủ nhân đi chết các loại diệu dụng vô cùng vô tận là một loại phù lục chi pháp lão tổ tông phù văn tông dựa theo thân ngoại hóa thân luyện chế ra, chỉ là phân thân tá mệnh phù này của khó cực lớn, Nguyệt Minh Thái Tử cũng vì có thể luyện chết nó mới được xưng là là thiên tài vạn năm khó gặp của phù văn tông, là phù văn đệ nhất nhất tại cửu châu đại địa trong tương lai, có thể phát dương quan đại phù văn tông, vừa rồi, trình cung hủy diệt là một phân thân tá mệnh phù của hắn. Giá trị phân thân tá mệnh phù của hắn thậm chí vượt qua tuyệt phẩm linh khí bình thường, cuộc một quả phân thân tá mệnh phù giống như nhiều thêm một tánh mạng, mà lúc này Nguyệt Minh Thái tử bị giết một lần, thiếu đi một cái mạng, trình cung, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, phù văn tông sẽ không tha ngươi, ta tất sẽ giết ngươi, giết ngươi, Nguyệt Minh Thái tử triệt để bạo nội, điên cuồng rống giận, chó nhà ai đang sủa thế. Lát nữa bản thiếu gia xem ngươi có bao nhiêu miếng phân thân tá mệnh phù, có một trăm miếng bản đại thiếu sẽ diệt ngươi một trăm lẻ một lần, xem con chó đi ngươi sủa kiểu gì nữa thanh âm trình cung lạnh lùng vang lên nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều người nhao nhao xuất hiện sau lưng côn bằng thái tử chu giật phàm và võ thân vương hoàn toàn không cần nói gì giống như một loại phản ứng tự nhiên vị trí của ba người côn bằng thái tử chu giật phàm võ thân vương hiện giờ chính là vây khốn trình cung vào chính giữa màn đảo trưởng lão của thế lực sau lưng bọn hắn đã chạy đến sau này đã vây trình cung vào trong khiến mảnh không gian chung quanh hắn như tường đồng vách sắt vậy. Chỉ là những người kia vừa rồi chứng kiến uy lực thất tinh phá không trảm của trình cung, lập tức xé rách hư không, bỏ qua khoảng cách trực tiếp miễu sát đông đảo tồn tại địa anh, nhân anh đỉnh phong. Lực lượng khủng bố như thế khiến bọn hắn không dám ra tay kinh xuất được. Ngươi không tu tinh lực, vừa rồi khi ngươi sử dụng lực lượng này như giang hà vỡ đê, xem ra trên người ngươi có một kiện bảo bối tích xúc linh lực hoặc là bản thân ngươi có thể tích xúc linh lực chỉ là cưỡng ép bột phát ra công kích cường đại tiếp cận một kích toàn lực của thiên anh tầng thứ nhất sơ kỳ chỉ sợ một kích này đủ để khiến lực lượng của ngươi tiêu hao hơn phân nửa a à. ngay khi trong lòng tất cả mọi người vẫn còn kiên kỵ phong tỏa không gian này ở rất xa không dám ra tay thì thanh âm của chu dật phàm chậm rãi vang lên giờ phút này chu dật phàm đứng ở xa xa linh đài không giống bình thường bị hủy hắn cũng vô cùng đau lòng nhưng trên mặt lại không chấn động chút nào giờ phút này hắn đại thánh di âm đang ở trước người hắn, trong khi nói chuyện ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đê an từng tiếng đê àng nhu hòa truyền vào tai mọi người, chương 564, nội tình. Ngươi là người đứng đầu kinh thành tự tài tử, ngươi trong giai thi đấu tự tài tử ánh bạc thua bản đại thiếu te tua, trong phòng đấu giá bị bản đại thiếu ép tới ngay cả rắm cũng không dám phóng, lúc kỳ thi cuối năm bản đại thiếu như văn khúc tinh đến thế gian. Tài văn chương kinh thiên động địa lộ ra hư ảnh văn thánh, ngươi càng ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Bản thân ngươi ẩn tàng chút vũ lực, bản đại thiếu dẫn đầu thủ hạ hung thần kỳ binh cướp sạch năm tỉnh Tây Nam, ngươi còn không phải ngoan ngoãn đưa đồ vật của mình ra sao? Sao ngươi không nói ra những chuyện này, thực cho rằng mình không gì không biết sao, không phục thì cướng thử xem. Trình cung nói chuyện, trực tiếp đưa ngón giữa về phía chu giật phàm. Móa, dám cùng bản đại thiếu giả trứng cái con mẹ gì chứ, ta bóp nát trứng ngươi, đầu dẫm nát, chân đê ánh vỡ xương sườn toàn bộ đê ánh gãy nói đi ngươi nói đi nói tất cả mọi chuyện trước kia của ngươi ra đi tiếng đê àn của chu giật phàm không phải tiếng đê àn bình thường trong thanh âm của trình cung lại ẩn chưa công pháp đặc biệt trong luyện thần quyết dùng thần niệm thúc giục thanh âm bột phát ra uy lực tuyệt cường trực tiếp áp chế tất cả âm thanh lại có thêm tác dụng ảnh hưởng đến nhân tâm nữa còn ngươi nữa trình cung lại chỉ về phía võ thân vương còn chưa kịp nói chuyện gia hỏa phụ thân không thân bà ngoại không yêu như ngươi Ban đầu lúc ở Vân Ca thành bản đại thiếu không đê ù ngươi đến chết đi sống lại, ngươi tự tay đưa lên huyết yêu quả cấp yêu vương để giúp gia gia ta đột phán nhân anh đỉnh phong. Bản đại thiếu cho ngươi mấy cân hoàng kim ngươi đã giấu kỹ, kết quả lại khiến bản đại thiếu tật diệt tất cả pháp bảo của ngươi. Quyết đấu với bản thiếu dê y, dưới tay ngươi chết đến rối tinh rối mù, ngươi càng thua đến nổi mặt quần cũng không kịp, mang theo đại quân muốn diệt trình gia ta kết quả thổ huyết chạy toàn bộ thủ hạ của Vân đang Tông tử thương hầu như không còn, chỉ còn mỗi mình ngươi cởi chuồng rời khỏi Vân Ca Thành. Ngươi nói ngươi còn không biết xấu hổ xuất hiện chỗ này, ngươi còn chỗ nào thấy không thoải mái sao? Nói người không nói ngắn, đê ánh người không vẽ mặt, đê ó lào đãi với bằng hữu hoặc không phải địch nhân, nhưng đối mặt địch nhân phải nói ra khuyết điểm của hắn, vạch trần vết sẹo của hắn, đê ánh phải đê ánh mặt của hắn, hơn nữa đê ánh xong má trái còn phải đê ánh má phải nữa, đã là sinh tử địch rồi không như thế, vậy chính là tự hại mình rồi. Còn có, còn ngươi nữa, chính là bọn hèn nhát chỉ biết trốn sau lưng người khác các ngươi đấy. Đến Vân Ca Thành đi bố cục còn muốn điều khiển hoàng đế Vân Ca Thành, dám mẹ nọng đến huynh đệ ta, còn ở chỗ này trang bức với bản đại thiếu, muốn giết bản đại thiếu, không mẹ nó dẫm nát trứng các ngươi bản đại thiếu liền không gọi là người đứng đầu tứ hại ở Vân Ca Thành nữa. Phân thân tá mệnh phù úng không, bị tiêu diệt coi như mất đi một cái mạng, tổn thất cũng vô cùng thảm trọng bản đại thiếu xem ngươi có bao nhiêu phân thân tá mệnh phù, thật sự các ngươi chết dễ dàng như vậy thì quá nhân từ rồi, kiếm một ít phân thân tá mệnh phù, để bản đại thiếu và huynh đệ trong nhà có thể giết thêm ngươi mấy lần, tốt nhất giết ngươi 1.800 lần, đổi lấy pháp sát, mới có thể tiêu tan phẫn nộ trong lòng. Nguyệt Minh Thái tử sắc mặt tái nhật, hắn vừa rồi sử dụng phân thân tá mệnh phù thay mình đi chết, khiến thân thể gây dựng lại phục sinh, chỉ là một loại bản năng phục sinh phía sau côn bằng Thái tử người cường hãn nhất ở nay, bị trình cung nói như vậy khiến hắn rất nghẹn khuất, thế nhưng giờ hắn vẫn chưa hồi phục lại, hơn nửa lời của trình cung vô cùng sắc bén, cũng may hắn chặn được lực lượng thiếu chút nữa bất ổn trong thân thể, nếu không thân thể thiếu chút nữa tức đến nổ tung rồi, cung bằng thái tử úng không, con trái yêu tộc cung bằng đại đế, rất ngưu bức đê úng không. Trước kia bị bản thiếu gia đê ùa có sướng không, có tức hay không? Yêu tộc chuẩn bị mấy ngàn năm rồi, kết quả lại thua trong tay ngươi, ngươi còn muốn động thủ với bản đại thiếu, giờ bản đại thiếu hảo hảo chơi đê ùa với ngươi, bốn tên bại tướng cùng tiến lên đi, các ngươi nói các ngươi có thể có tiền độ gì chứ, trách không được hao hết khí lực lại trợ giúp cho bản đại thiếu độ kiếp, nếu các ngươi thấy giác ngộ thì bản đại thiếu không ngại thu thêm mấy tiểu đệ, câu tiểu đệ cuối cùng kia trình cung còn cố ý kéo dài thanh âm nữa, trình cung là người nào, làng đầu tự hại vân ca thành, nam chim bộ châu đệ nhất quần láo lược đại thiếu người có thể so ngôn từ với hắn vẫn còn chưa sinh ra, căn bản không cho mấy người kia cơ hội mở miệng hắn đã một hơi nói bốn người một lượt, hơn nữa thanh âm còn cố ý dùng pháp lực, thần niệm gia trì, truyền khắp chung quanh vài trăm dặm. Trên thực tế bọn họ cũng đều biết cuộc giao chiến hiện giờ ảnh hưởng đến vấn đề sở hữu toàn bộ Nam Chim Bộ Châu, thế lực hơi lớn một chút đều đang chuyến nơi này, căn bản không cần như vậy thì tất cả mọi người đều có thể nghe được, chỉ là trình cung lớn tiếng như thế, khiến bốn người bọn họ rất xấu hổ chuyện bị trình cung bọn hắn tự nhiên không muốn lộ ra rồi. Trình gia âm mưu soán vị, ép buộc thiên tử nắm lấy thiên hạ, hôm nay bản vương muốn thanh quân, ta từng thất bại qua, Chu Dật phàm cũng tự nhận ở phương diện cầm kỳ thư họa tài văn chương xác thực không bằng trình huynh, chỉ là tu chân giới cũng không thể so những chuyện này, lợi ích của đông đảo thế lực trong thiên hạ ở đê ó, nam chim bộ châu không phải một người, một thế lực có khả năng độc chiếm, cho nên hôm nay chúng ta chỉ có thể lấy trình huynh dùng một lát thôi, trình cung. Ta không thể giết ngươi, thề không làm người, giết nhiều trưởng lão của Phù Văn Tông như thế, không người nào có thể cứu được ngươi đâu. Chấm 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 chấm. Cường hành bị cách thế quán đỉnh đại trận quán đỉnh lực lượng, đưa tới thiên cương lôi kiếp vàng đảo thiên kiếp dị biến, chẳng ai ngờ rằng dưới loại tình huống như thế trình cung, càng thêm không nghĩ tới hắn trực tiếp đạt đến cảnh giới địa anh. Hơn nữa lực lượng vừa rồi hắn thể hiện ra càng khiến trong lòng bốn vị thiên kiêu chi tử này ẩn ẩn đau đớn bất luận từ góc độ nào thì cũng đều phải giết chết trình cung, tuyệt đối không thể giữ hắn lại được. Gia hỏa tồn tại nghịch thiên như thế, nếu để hắn tiếp tục phát triển thì trong cùng thế hệ ai có thể chống lại nữa. Huống chi có hắn ở đây, nam chim bộ châu ai cũng đừng muốn nhúng chàm, giết hắn đi, mới có thể chia các lợi ích của nam Chiên bộ châu, giết hắn đi, về sau trên đỉnh đầu mới không có một mảnh mây đen bao phủ, ép cho mọi người không thở nổi, tuyệt đối không thể hắn phát triển tiếp nữa tuyệt đối không thể cho hắn lớn lên. Biểu hiện trước kia của Trình Cung, còn có lời nói của Trình Cung kích thích khiến ba người hạ quyết tâm lớn nhất, chỉ quánh mắt côn bằng thái tử vẫn lạnh như băng, lạnh lùng cao ngạo nhìn Trình Cung, không nói lời nào, giết, không tiếc hết thảy cũng phải giết chết hắn, có hắn ở đây chúng ta tuyệt đối không có một ngày tốt lành, sỉ nhục, không giết hắn đi, sỉ nhục của chúng ta vĩnh viễn không thể nào xóa được, Nguyệt Minh thái tử hung dữ nói, đây là một ít trao đổi âm thầm của bọn hắn người này chưa trừ diệt tin rằng không ai trong chúng ta được sống yên ổn chỉ là hắn vừa mới vượt qua thiên kiếp dị biến hỏa diễm của hách trưởng lão phù văn tông thần kỳ như vậy cũng không có biện pháp giết hắn võ thân vương còn muốn giết chết trình cung hơn bất kỳ ai nhưng nghiến thủ đoạn vừa rồi của trình cung hắn lại có một loại lo lắng không hiểu việc đảng nước này không thể do dược nữa rồi nhất định phải vận dụng tất cả lực lượng nếu chúng ta liên hợp lực lượng các nơi lại tuyệt đối có thể diệt sát hắn Nguyệt Minh, lần này mọi người hợp lực điều động lực lượng cường đại nhất, tất cả động toàn bộ lực lượng một lần hành động tiêu diệt trình cung, không tiếc bất cứ giá nào, ngươi thấy thế nào, Chu giật phàm nhìn như bình tĩnh, nhưng cũng là người kích thích nhất, lời hắn nói là nói cho Nguyệt Minh Thái Tử, hiện giờ mọi người muốn ra tay phải dốc toàn bộ lực lượng đê ánh cuộc một một lần, mọi người ngươi mang đến bị chết, ngươi cũng phải ra một phần lực mới được, mấy người bọn hắn đều có cảnh giác với nhau, giết trình cung là một chuyện, cho dù trình cung hiện giờ có hung hãn thế nào thì trong mắt bọn hắn trình cung đều hẳn phải chết địch nhân chính thức trong tương lai chỉ có mấy người này thôi hiện giờ trình cung là nguyên do để bọn hắn tạm thời liên hệ một chỗ trong mắt bọn hắn trình cung tuy rằng là người hắn phải chết nhưng sự hung hãn và tàn nhẫn của trình cung cũng khiến bọn hắn cảm thấy rất khó giải quyết cũng như vừa rồi trình cung bộc phát lập tức đê ánh chết đông đảo nhân vật cấp trưởng lão của phù văn tông kể cả hách ẩn đức trong đê ó nữa Hiện giờ Trình Cung đột phá vạn tượng nhất Long, tuy rằng có thể tùy điện thủ với hắn không cần chịu quy tắc của Cửu Châu đại địa ước thúc, nhưng thực lực cường đại và thủ đoạn tàn nhẫn của hắn nhất định sẽ tạo thành thương vong rất lớn, loại thương vong này phải có người gánh, vậy cho nên Chu Dật phàm mới nói như thế. Cái này nếu đặt vào lúc bình thường, Nguyệt Minh thái tử nhất định sẽ theo lý cố gắng, tổn thất của hắn vừa rồi không nhỏ, nhưng giờ phút này Nguyệt Minh thái tử bị Trình Cung kích thích đã có chút mất lý trí bởi vì lúc đầu trình cung đạp lên mặt hắn cơ hồ khiến hắn phải thể nghiệm tất cả dự diệt sát chỉ là vào lúc cuối cùng rốt cục mượn nhờ phân thân tá mệnh phù nên còn sống hắn đột phá nhiều năm như vậy chính là vì luyện phân thân tá mệnh phù tổng cộng mới luyện chế ra ba miếng phân thân tá mệnh phù đây đã là người nhiều nhất trong phù văn tông mấy trăm năm gần đây rồi đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu hắn được tuyển làm người thừa kế bằng vào thiên phú của hắn một khi lớn lên ba phân thân tá mệnh phù tương đương ba cái mạng, ba cái thân ngoại hóa thân, tuy rằng không có khả năng khiến phù văn tông tái hiện huy hoàng thời đại thượng cổ, nhưng ít nhất trong mấy trăm năm sẽ không rơi xuống. Nhưng hôm nay, trước cách thế quán đỉnh đại trận có một quả phân thân tá mệnh phù tổn thất thảm trọng, hôm nay lại tổn thất một cái, tâm huyết nhiều năm của hắn đã bị diệt hơn một nửa, hơn nữa tên kia còn nói xấu mình trước tất cả mọi người nữa, oanh. Bỗng nhiên ngay lúc đê ó, bên cạnh Nguyệt Minh Thái Tử lại xuất hiện một Nguyệt Minh Thái Tử, trạng thái hoàn toàn là khi hắn đỉnh phong nhất, trên đỉnh đầu chấp động lên tám đạo quan mang, bác bảo phù lục, lúc này, Chu Dật Phàm đột nhiên nhìn thấy tám cái phù lục trên đỉnh đầu Nguyệt Minh Thái Tử, trên từng cái phù lục đều chớp động lên hình thái một loại pháp bảo, hào quang pháp bảo bao phủ cả người hắn, bác bảo phù lục, tám kiện pháp bảo đang lưu chuyển, bác bảo phù lục này chính là bảo bối danh xứng với thực, là thứ cốt do những nhân vật biến thái thiên anh, thậm chí vượt qua thiên anh của phù văn tông luyện chế thành chính là cưỡng ép một ít pháp bảo có lực bộc phát cường đại vào trong phù lục nhìn bác bảo phù lục trên đỉnh đầu nguyệt minh thái tử chớp động lên một tia thuần dương khí tức có thể thấy người luyện chế pháp bảo phù lục này kém cỏi nhất cũng là thiên ảnh đỉnh phong thậm chí có khả năng đã chuyển thuần dương rồi lại nhìn tám loại pháp bảo kia mỗi một loại đều có một loại đạo chi hàm súc thú vị bản thể có lẽ đều lào khí bác bảo phù lục tuy rằng không phải đạo khí nhưng uy lực lại có thể so với hạ phẩm đạo khí bình thường thậm chí còn mạnh hơn một chút chỉ là loại vật này là tiêu hao phẩm ta muốn đích thân tru sát hắn người nhục phù văn tông ta chết nhục nhã đây là nhục nhã triệt để tuyệt đối khó có thể tha thứ dễ dàng nhất định phải tự tay giết trình cung mới có thể rửa sạch loại sỉ nhục này nếu không cho dù sau này có trở thành tông chủ phù văn tông chuyện này cũng sẽ trở thành sỉ nhục vĩnh cửu thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm tu luyện sau này của hắn nữa. Nếu như ngươi còn có thể sống được, vậy ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Cung bằng thái tử vẫn không nói quá nhiều như trước, lạnh như băng, ngạo nghễ nhìm trình cung, giống như người đứng trên chính tầng trời người nói cho phía dưới, ngươi chỉ có trải qua loại khảo nghiệm này, mới có tư cách động thủ với ta. Chỉ một câu, đã cho thấy một loại tự tin của côn bằng thái tử, hắn tự tin so với những người mình mang theo, chu giật phàm võ thân vương thậm chí bác bảo phù lục của nguyệt minh thái tiều không cường đại bằng trước kia muốn gạt bỏ trình cung trong mắt hắn cũng chỉ như gạt bỏ con sâu cái kiến kết quả lại bị trình cung mượn nhờ chấp pháp giả ngăn trở vậy nên hắn mới hợp tác với bọn người chu giật phàm võ thân vương nguyệt minh thái tử tránh đi cửu châu quy tắc hôm nay thấy trình cung phát uy trong mắt côn bằng thái tử lại có một tia hưng phấn và chờ mong những người cùng bối có thể xứng đề án trở thành đối thủ của hắn quát đám võ thân vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái tử hắn căn bản không để trong mắt. Lần này sau khi nắm được Nam Chim Bộ Châu, hắn liền chuẩn bị cùng một đê ám người của Trung Châu tiến vào Linh Châu trong truyền thuyết. Chỉ có Linh Sơn trong truyền thuyết kia mới có thể khiến hắn đại phóng dị sắc, đại triển quyền cước, tìm được phương hướng và thủ mới. Công bằng thái tử trước kia vẫn một mực không tỏ thái độ, trong lòng bọn Chu Dật Phàm và Võ Thân Vương đều còn có chút không rõ ra sao, bởi vì nơi này là chủ chiến tràng của yêu tộc chủ, nhân thủ mà Côn Bằng Thái tử có thiểu động nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm, bọn hắn thậm chí hoài nghi có khả năng có yêu hoàng đang tọa trấn nữa. Đương nhiên, chiến đấu trình độ này yêu hoàng không thể giảng ra tay được. Hôm nay nghe Côn Bằng nói vậy, bọn hắn cũng yên tâm, bất quá người mà Côn Bằng Thái tiểu động cũng không nhiều lắm, về cơ bản cũng không khác bọn hắn lắm, cũng chỉ mạnh hơn những thụ hạ mà vừa rồi Nguyệt Minh Thái tử mang đến một chút chương 565, trợ trận. Bất quá giờ phút này, người của ba phương tụ cùng một chỗ, cộng thêm có một phân thân của Nguyệt Minh Thái tử dùng bác bảo phù lục đầu lĩnh, đội hình thế này, chỉ cần hắn không phải thiên anh, khẳng định phải chết chắc, trình cung, ta nói rồi, ngươi sẽ chết vô cùng thảm, ở trước mặt chúng ta ngươi không là gì cả, hôm nay ta muốn đê ánh người thành bả vụn, Nguyệt Minh Thái tử cất bước tiến lên, chung quanh chừng sáu gã ảnh tầng thứ tám theo sát, hơn 20 tên địa anh ngoài tầng 3 đồng thời cất bước tiến lên, về phần người dưới địa ảnh giờ không có tác dụng gì nữa rồi, bởi vì vừa rồi thấy được thủ đoạn vừa rồi khi trình cung đê ánh chết trưởng lão Phù Văn Tông, những người này cũng không dám chủ quan, toàn bộ đều tế ra pháp bảo của mình, bọn hắn cũng không muốn không chuẩn bị tốt đã bị ánh chết, hơn nữa bọn hắn hoàn toàn ngưng tụ lực lượng, thậm chí ở chung quanh bố trí một ít cấm chế, tùy thời đều có thể phát động một phát mạnh động lực công kích mạnh mẽ nhất của mình trình cung một mực thờ ơ lạnh nhạt căn bản không sốt ruột động thủ để người khác biết được lá bài tẩy của mình muộn một chút cũng tốt dù diệt bọn hắn nhiều một chút cũng tốt đừng thấy giờ phút này bên người bốn người bọn có nhiều địa anh nhân anh thậm chí ngay cả tồn tại cường đại như địa anh tầng thứ tám cũng có vài tên đê ó cũng không phải nói tồn tại địa ảnh không đê án giá mà là vì thế lực sau lưng bọn hắn quá cường đại nội tình quá thâm hậu tồn tại địa anh đủ để tự mình khai tông lập phái xưng sư gọi tổ truyền thừa mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì cho dù ở tu chân giới tồn tại bực này cũng đủ để xưng hùng một phương mà ở yêu tộc phù văn tông thất âm cầm cung bà la đa thần miếu sau khi đạt tới địa anh tầng thứ năm đều là tồn tại cấp trưởng lão quyền hành cũng không nhỏ chính vì như thế trình cung mới mục tiêu diệt thêm ít người của bọn hắn giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu địch nhân có thể diệt nhiều một chút dù sao cũng tốt cả đối kháng với loại lực lượng cường đại này tuyệt đối không thể có cách nghĩ một lần duy nhất tiêu diệt được, phải tiêu diệt từng chút từng chút một, vừa rồi dẫm còn chưa đã nghiện, chúng ta tiếp tục, cái mặt to của ngươi dẫm rất có cảm giác đấy, trình cung dơ chân lên quơ quơ, bộ dạng như chân bản đại thiếu rất ngứa, mau tới để bản đại thiếu dẫm vài cái, quanh, bác bảo phù lục trên đỉnh đầu Nguyệt Minh Thái tử giống như bị kích thích, điên cuồng vận chuyển, trong mơ hồ còn có uy thế của đạo khí, giống như tám loại đạo khí uy thế cường đại đang phát ra uy thế vậy tùy thời đều có thể hủy thiên diệt địa, đạo khí, chỉ sợ dù là hạ phẩm đạo khí, khi chính thức bộc phát ra lực lượng, cũng có thể hủy diệt tất cả mọi thứ trong phương viên trăm dặm thậm chí còn hơn nữa, bộ dạng rất lớn, uy thế cũng không nhỏ, bất quá cũng chỉ là vỏ bọc thôi, muốn so nhiều người đê uống không, không đợi Nguyệt Minh Thái Tử và những tồn tại địa anh chung quanh động thủ, thanh âm của Lý Dật Phong đã nghiêng vang lên, sau một khắc một ký hiểu huyền diệu bỗng chấp động trong thiên địa, trên bầu trời tràn ngập một loại cảm giác huyền diệu khó có thể giải thích, Lý Dật Phong đã xuất hiện bên cạnh trình cung. Đồng thời khi xuất hiện, dịch thư trên đầu hắn cũng tỏa ra vạn trượng hào quang, có một loại cảm giác đại đạo ẩn chứa trong đê ó. Dịch thư lúc này hoàn toàn không cùng một cấp bậc với vừa rồi, vì thế so với vừa rồi khi bị cản trở bởi cách thế quán đỉnh đại trận không chỉ cường đại hơn gấp trăm lần, lập tức chống đỡ lại uy thế của bác bảo phù lục, chẳng những ép uy thế của nó trở về còn khiến vi thế của bác bảo phù lục dừng ở trước người Nguyệt Minh Thái tử hơn 10 thước, mà vô số ký tự huyền diệu ở chung quanh liền tạo thành một tổ trận pháp, sao có thể như vậy? Thân hình Nguyệt Minh Thái tử mãnh liệt dừng lại, khí thế không được phát tiết, trong lòng vô cùng rung động nhìn Lý Dật Phong, dịch thư này sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế, nếu như vừa rồi nó có loại uy thế này, cách thế quán đỉnh đại trận hắn cũng có thể ngăn cản được. Có thể trấn áp số mệnh một tộc, thượng cổ đạo khí, dù là chỉ là hạ phẩm đạo khí phản chế, cũng không phải thứ tầm thường có thể sánh. Phải biết rằng, coi như là dịch thư phỏng chế, cũng được xuất tự nhân vật đứng đầu, còn phải trải qua trăm năm mượn nhờ thượng cổ đạo khí trấn áp số mệnh của Lý Gia không ngừng cảm ngộ, bắt chước mới có thể thành công, quy lực tự nhiên không phải thứ tầm thường có thể so sánh rồi. Giờ phút này, hắn mới rõ, đây mới là uy lực chính thức của dịch thư phỏng chế, hơn nữa đồng thời khi nó xuất hiện, phía sau hắn vậy mà xuất hiện gần 30 người, trong đê ó chỉ anh tầng thứ 8 đã có chừng 5 người, những người khác cũng đều là cấp độ địa anh, người mà Lý Dật Phong mang theo vậy mà lại không thua kém người của ba người côn bằng thái tử, võ thân vương, chu dật phàm, tim võ thân vương cũng nhảy lên, mà ngay cả hai mắt côn bằng thái tử cũng tỏa sáng, hai mắt ngưng lại nhìn Lý Dật Phong. Nhân anh kỳ đỉnh phong, không, phải nói là nửa bước tiến vào địa anh. Tuy rằng hắn không biến thái như trình cung trực tiếp từ vạn tượng nhất long đột phán địa anh tầng thứ hai, nhưng tiến vào địa anh cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thậm chí giờ hắn bế quan, có lẽ mấy tháng là có thể phá, hoặc chỉ cần một lần cảm ngộ trong chiến đấu lượt rồi. Giờ phút này lấy lực lượng nửa bước địa anh thúc giục dịch thư, quy lực tự nhiên không tầm thường rồi. Vừa rồi tất cả mọi người đều chú ý trình cung, thực tế bắt đầu chiến đấu, chẳng ai ngờ rằng Lý Giật Phong đứng đê ó vậy mà lại lặng lặng đột phá, từ vạn tượng nhất lộng đột phá nhân anh sinh tử kiếp. Đối với người bình thường mà nói tự nhiên muôn vàng khó khăn, sinh tử một đường, nhưng đối với tuyệt đại nhân kiệt như bọn họ, những người nổi bật trong một đời trẻ tuổi của cửu châu đại địa mà nói, vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng là sinh tử kiếp, có thể lặng yên không một tiếng động, giấu giếm tất cả mọi người mà vượt qua, trực tiếp đạt tới trình độ nửa bước địa anh, cái này cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, Lý Dật Phong đã có thể hoàn toàn không chế tất cả rồi, ngươi vậy mà đột phá. Chu Dật Phàm nhìn chầm chầm vào Lý Dật Phong đột nhiên xuất hiện, cũng rất khiếp sợ, bởi vì tên tuổi của Lý Dật Phong so với bọn hắn còn vang dội quá nhiều, năm đê ó so với côn bằng thái tử cũng cao hơn rất nhiều, chỉ là sau này hắn có mưu đồ khác nên vẫn một mực bị vây ở vạn tượng nhất long, từ ó mới dần dần bị một ít người xem nhẹ. Nhưng tồn tại như Chu Dật Phàm lại chưa bao giờ khinh thị Lý Dật Phong cả, má, ngươi không ngờ đã phá vạn tượng nhất long, không ngờ ngươi đã ánh vỡ thiết luật của cửu châu, làm cái gì thế, ta còn chống được mà. Thấy Lý Giật Phong xuất hiện, nhìn thấy Lý Giật Phong vậy mà lại chọn đột phá vào lúc này, Trình Cung đã biết rõ xảy ra chuyện gì rồi. Hắn cũng mới quen biết được với Lý Giật Phong không lâu, thậm chí nói chuyện với nhau cũng không nhiều, thân thiết với người quen sơ. Những lời này để hình dung quan hệ của bọn hắn là rất chính xác. Một tên tính khí như thế, hôm nay hắn lại cùng mình cùng chống địch, bung tha mục tiêu mà mình truy cầu nhiều năm mạt phá hô lý giật phong nhẹ thở ra một hơi khiến tóc ở một nửa bên mặt của mình có chút phiêu động lộ ra vô cùng xuất khí nhìn trình cung ta chỉ muốn biết một chút đột phát ánh vỡ thiết luật sẽ thế nào thôi thuận tiện muốn cho mọi người biết rõ một chút địa long vương lý giật phong ta là người đầu tiên dùng vạn tượng nhất long đê ánh vỡ thiết luật cửu châu chỉ là trước kia ta quá mức cận thân muốn chuẩn bị sung túc một ít chậm rãi nếm thử cho nên chỉ nửa chân đạp vào đê ó, kết quả lại để ngươi vượt lên trước, vốn ta muốn trừ sự xuất khí và mỹ mạo của ta có thể danh chấn cửu châu đại địa, vang vọng muôn đời lưu danh muôn đời ra, thuận tiện làm thêm vài việc khác nữa, giờ xem ra sau này chỉ có thể tìm cái khác thôi, đã không thể làm được đệ nhất, chờ thêm nữa cũng không quý nghĩa gì, hơn nữa nhìn thấy mấy phế vật này kiêu ngạo như vậy ta lại tức giận, mỹ mạo của ta đủ để khiến bọn hắn đi chết, thiên phú của ta đủ để khiến bọn hắn xấu hổ đừng nhìn ta đã chậm vài năm giờ ta đột phá chơi đê u với bọn hắn trước để bọn hắn kiến thức xem cái gì gọi là thiên tài lý dật phong rất tùy ý nói nghe được lý dật phong rất tùy ý vui đê ùa rắm thí đích thoại ngữ trình cung thật sự là dở khóc dở cười nhưng trong lòng cũng rất là cảm động nguyệt minh thái tử chèo chống bác bảo phù lục toàn lực chống cự người dễ dàng sách mang đến áp lực đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ nhìn xem lý dật phong thằng này vừa đột phá cứ như vậy mãnh liệt bất luận bản thân lực lượng hay, vẫn là pháp bảo bên trên vậy mà hoàn toàn đem chính mình áp chế xuống, hơn nữa hắn như thế nào mang nhiều người như vậy. Lý Dật Phong, đại vận Nam Chim Bộ Châu đã mất, trừ Trung Châu ra, các thế lực khác cũng có thể tranh giành cao thấp, bằng bản lĩnh tranh đoạt lợi ích thuộc về mình. Người Lý Gia tuy rằng truyền thừa cổ xưa, nhưng không thể nào một nhạc đại, một mình nuốt vào toàn bộ Nam Chim Bộ Châu được. Nếu hôm nay ngươi cố ý bảo vệ hắn thì chính lạch với thất âm cầm cung ta, yêu tộc, bà la đa thần miếu còn có phù văn tông nữa tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút rồi hẳn quyết định giờ phút này nhìn thấy lý giật phong xuất hiện lần nữa hơn nữa lại mang theo trận thế cường đại như thế chu giật phàm tự hồ như đột nhiên nghĩ thông suốt gì ó hắn vừa nói ra lời này như nói trúng tim đen khiến rất nhiều người đột nhiên như hiểu ra vậy cách không được trình cung này lại như mặt trời hào quang vạn trường quật khởi không thể ngăn cản nguyên lai sau lưng có lý Gia chèo chống còn tưởng rằng sau lưng của hắn là thiên cung thần điện không nghĩ tới lại là vũ châu lý gia trách không được trình cung giống như không gì không làm được nguyên lai tất đều là do lý gia ở sau lưng điều khiển xem ra lý gia lần này đã bỏ ra hết tiền vốn nha người mà lý giật phong mang theo đủ đổi địch với ba nhà rồi khó mà nói thật sự hợp lại cũng không đơn giản như vậy thế lực sau lưng bọn hắn là biểu cho thế lực cường đại nhất cửu châu đây chính là một cuộc chiến kinh thiên a cũng không trách chu giật phàm lại cho rằng như thế bởi vì lý giật phong đột phá mang theo dịch thư xuất hiện quá mức cường thế người hắn mang theo cũng vượt qua tồn tại đi theo bảo hộ bọn hắn coi như vũ châu lý gia cũng không thể nào để nhiều tồn tại cường đại như vậy cả ngày đi theo bên người một tên vãng bối dù người này là gia chủ tương lai được cho dúi với vũ châu lý gia mà nói một lần xuất động nhiều người như vậy cũng là sự của toàn tộc lý giật phong giờ chính diện đối mặt với bọn hắn cơ hồ như khai chiến vậy Má, cân nhắc cái gì mà cân nhắc ta mang theo bằng hữu thủ hạ của mình không được sao còn uy hiếp ta nữa chứ đương nhiên rất nhiều lời nói chỉ vô tâm nhưng người nghe cố ý lời nói rơi vào tai người khác nhau lý giải cũng không giống nhau theo lý giật phong thấy thì chu giật phàm chính là đang uy hiếp thủ hạ của ngươi trình cung giờ phút này vừa mới đổ kiếp hơn nữa là người của hai thế giới công thêm hiện giờ thần niệm đã khôi phục đến cảnh giới thiên ảnh tâm cảnh và tâm tính của hắn vẫn rất bình thản nghe ra ý tử của Chu Dật Phàm, hắn cũng không để tới, ngược lại rất kỳ quái nhìn về phía Lý Dật Phong, bởi vì trưởng lão trong gia tộc dù có bảo hộ bọn hắn, bình thường đều nghe lệnh bọn hắn như hách ẩn đức, nhưng tuyệt đối không phải là thủ hạ của bọn hắn, người bọn họ chính thức nghe lệnh là gia tộc, tông phái, đúng vậy, Lý Dật Phong nói, đến Nam Chim Bộ Châu nhàn rỗi không có việc gì, trong Nam Hoang có không ít thiên tài vì thiếu khuyết tài nguyên nên không thể không đến chém giết, kỳ thật thiên phú của bọn hắn thiên tư đều rất cường, ta đã thu không ít người, cho bọn hắn một ít tài nguyên, đôi khi giúp bọn hắn một chút, chương 566, nổ nát linh khí. Loại lực lượng này cũng khiến trình cung cảm giác rất khủng bố, chỉ hơi phóng thích một chút, điều này nói rõ Lý Dật Phong khẳng định quại khí vận, đã nhận được bảo tàng nào đê ó, so với những tên xui xẻo này mạnh hơn nhiều, bất quá vẫn không cách nào so được với ngươi, thủ hạ của mình, ha ha, Nguyệt Minh Thái tử cười to người thật cho rằng lời nói dối của ngươi có thể gạt được người sao, lập tức tránh ra, ta cũng không tin một nhà lý gia ngươi có thể chống lại bốn nhà chúng ta liền thủ, dù sao đối mặt chính là Lý Dật Phong, sau lưng của hắn là Lý Gia, hơn nửa người mà Lý Dật Phong mang theo cũng không hề yếu hơn bọn hắn, Nguyệt Minh Thái tử dù nói phi thường hung ác, nhưng cũng không lập tức động thủ, cười, ta bảo ngươi cười, quần kinh chi thủ, đại đạo chi nguyên, thiên địa đạo lý, thiên hạt địa phạt, oanh chết ngươi cái tên ngu xuẩn này hắn có chỗ cố kỵ lý giật phong lại không có bất kỳ kiên kỵ nào cả trong miệng nói xong đồng thời một đoạn văn tự trong dịch thư hóa thành một đoàn hào quang trực tiếp đê ánh về phía nguyệt minh thái tử màn tác của hắn giống như một đạo tín hiệu đê ám thủ hạ của lý giật phong cũng đều lập tức động thủ tuy rằng đều quề phòng lẫn nhau xúc tích lực lượng chuẩn bị bộc phát nhưng người ra tay trước vẫn chiếm được tiện nghi hơn nhiều lập tức nhân mã hai phe liền bắt đầu chém giết lẫn nhau lý gia ta mục tiêu không ở nam chiêu bộ châu cho nên lý gia sẽ không tham dự vào tranh đoạt của nam chiêm bộ châu những người này đều là người của ta đây vừa vặn cũng là một lần thảo nghiệm và ma luyện với bọn hắn những tiểu tốt tử này ta sẽ giúp ngươi thanh toán bất quá một ít đại gia hỏa ở phía sau thì ta lại bất lực tốt nhất là ngươi nên có chuẩn bị tâm lý loại chiến đấu này mặc kệ thắng bại cũng không có vấn đề gì nhưng nếu thực sự uy hiếp đến bọn hắn người bảo hộ của bọn hắn có lẽ sẽ xuất hiện kém cỏi nhất cũng có thể là anh đỉnh phong hoặc là một ít tồn tại đạp nửa chân vào thiên anh nếu như đặc biệt nguy hiểm thậm chí sẽ có tồn tại thiên anh đi theo cũng không chừng dù thế nào thì nhân tài nhưng kiệt lúc còn trẻ cũng rất yếu ớt trừ phi bọn hắn tiếp xúc với đạo đạo của bọn hắn xuất hiện mới có thể thực sự trở thành tồn tại cường hoành tung hoành thiên địa trước đây vĩ tránh cho một ít đệ tử kiệt xuất ưu tú nhất chết non trên đường các thế lực lớn đều điều động người bảo hộ bọn hắn. Những người này khác với những trưởng lão bình thường đều ở bên người bọn hắn, bọn hắn đều phi thường cường đại, cũng như lời lý giật phong, gặp phải chuyện đặc biệt nguy hiểm thậm chí sẽ có tồn tại thiên anh một bước lên trời, cao cao tại thượng đang âm thầm bảo hộ cũng nên, bọn hắn sẽ không nghe sự khiển của những người này, thậm chí giống như chưa bao giờ tồn tại vậy, chỉ có khi những thiên tài, nhân kiệt này sinh tử tồn vong mới ra tay bên người lý dật phong nguyên bản cũng có loại người này chỉ là bị hắn đuổi đi rồi thân là truyền nhân của vũ châu lý gia hắn tự nhiên rất rõ những chuyện này nam chim bộ châu đạo thống xuống dốc theo bọn người lý dật phong xem ra nam chim bộ châu đã sớm không có thế lực lớn truyền thừa vạn năm nữa những chuyện này trình cung rất có thể không biết mà trình cung nghe được lời lý dật phong nói cũng có chút tức cười là người của hai thế giới những chuyện này hắn tự nhiên đều rõ lúc này thất vài thủ hạ của lý dật phong ra tay quả nhiên đều đi theo đường cùng giả, cả ám đều rất hung hãn, hiển nhiên đều là người đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, hơn nữa pháp bảo của bọn hắn so với những tồn tại địa anh của thất âm cầm cung, bà La Đa Thần Miếu, Phù Văn Tông và yêu tộc vậy mà còn mạnh hơn vài phần, giờ phút này bọn hắn đối oanh, thiên địa chung quanh đều bị chấn vỡ vụn, sụp đổ, lực lượng cường đại khiến những người đứng quan sát chung quanh gần đê ó nhau nhau né tránh, nhưng bọn người trình cung, côn bằng thái tửng quan sát gần đê ó lại sừng sững bất động, tất cả lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn được. Giờ phút này Lý Dật Phong thúc dục dịch thử, cũng không cần sử dụng lực lượng sát phạt mà hắn che giấu cũng đã chế trụ được Nguyệt Minh Thái Tử. Quy lực bác bảo phù lục của Nguyệt Minh Thái Tử tuy mạnh, nhưng dịch thư của Lý Dật Phong còn mạnh hơn, hơn nữa khí thế, lực lượng bản thân, vận dụng kỹ xảo chiến đấu của Lý Dật Phong đều không phải Nguyệt Minh Thái Tử có thể so sánh. Trong lòng Nguyệt Minh Thái Tử thầm ảo não, hắn đã từng vượt cấp đê ánh chết quá tồn tại địa anh tầng thứ năm thậm chí tầng thứ 9. Nếu như vận dụng bác bảo phù lục, hắn thậm chí có tin tưởng một mình đối chiến với địa anh tầng thứ 9 bình thường, có thể dễ dàng đê ánh chết địa anh tầng thứ 8. Nhưng hôm nay ngay cả trình cung còn chưa đụng phải đã bị Lý Giật Phong đê ánh cho liên tiếp bại lui. Người này không lâu trước kia vẫn là tồn tại vạn tượng nhất long, sao vừa đột phá lại hung mảnh như vậy được. Hai người bọn họ đều có pháp bảo lợi hại, đều có thể vượt cấp khiêu chiến, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên khó có thể phân ra thắng bại, nhưng tình huống của đê ám thủ hạ bọn hắn lại khác, thỉnh thoảng lại có người bị ánh nát, địa anh muốn đê ào thoát nhưng bị pháp bảo của rất nhiều người đê ánh thành mảnh vụn. Song phương đều có người vẫn lạc, nhưng rõ ràng phương lý giật phong về mặt vũ khí và khí thế, lực lượng đều mạnh hơn một ít, cục diện đã bắt đầu dần dần nghiêng sang một bên, lý giật phong cũng đã nói thế rồi, trình cung cũng không khách khí với hắn, Ánh mắt hắn trực tiếp rơi vào trên người chu dật phàm, sau đê ó sải bước ra, ầm ầm. Khoanh, vừa sải bước ra, thiên địa đã như sụp đổ, ầm ầm chấn động, vì thế cũng không yếu hơn bao nhiêu so với người bình thường đổ kiếp. Đạp thiên bộ, trình cung đã dạy qua cho mập mạp, nhưng hắn tự mình thi triển mới thể hiện ra uy thế cường đại chính thức của đạp thiên bộ này. Phản ứng của chu dật phàm coi như rất nhanh, ngay khi ánh mắt trình cung nhìn về phía hắn, ngón tay của hắn đã trên đại thánh di âm, phạm âm đồng chung đã xuất hiện dưới sự thúc giục của hắn, bao hắn vào bên trong, phạm âm trên phạm âm đồng chung không đợi mà vang lên, chỉ vừa mới xuất hiện, trình cung chân đạp đạp thiên bộ cường thế vô biên, mang theo uy thế ngập trời uy thế cũng xuất hiện trước mặt chu giật phàm, một quyền đê ánh về phía hắn, oanh, phạm âm đồng chung. Trung phẩm linh khí pháp bảo mà trước kia trình cung phải hao hết lực lượng mới chỉ miễn cưỡng phá vỡ được một ít này lúc này trình cung lại không sử dụng bất cứ pháp bảo nào chỉ dựa vào lực lượng thân thể dưới một quyền phạm âm đồng chung đã bị trực tiếp nổ tung phạm âm đồng chung kia nói như thế nào cũng là trung phẩm linh khí pháp bảo phòng ngự dưới sự khiển của chu dật phàm cho dù thượng phẩm linh khí bình thường muốn công phá cũng khó khăn chứng nói chi đến một kịch hủy diệt nó trình cung vậy mà chỉ dựa vào thân thể hủy diệt phạm âm đồng chung trời ạ à, dục thể của hắn đã cường đại đến mức nào rồi cái này cũng thật bất khả tư nghị a à cho anh đỉnh phong chỉ bằng vào thân thể cũng không thể khoa trương như thước, chẳng lẽ hắn đơn tu thân thể, muốn dùng nhục thân vấn đạo sao? chấm 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 chấm. Mọi người thấy một màn như vậy đều ngây người, bằng vào thân thể hủy diệt trung phẩm linh khí, cái này sợ rằng chỉ có tồn tại thiên anh mới làm được, sao hắn làm được như vậy chứ? Một tiếng đê àn như rồng giống như phượng vậy mà huyển hóa ra các loại vũ khí hữu hình, va và chạm vào nắm tay dùng đấm nát phạm âm đồng chung uy thế cũng không yếu hơn chút nào của trình cung. Quanh lần va chạm này, so với vừa rồi khi trình cung đê ánh nát phạm âm đồng chung không chỉ cường đại hơn gấp 10 lần, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một tầng vết rách không gian, không gian xuất hiện chút khe hở, dù chỉ một thoáng rồi khép lại nhưng cũng khiến người xem hít sâu một hơi. Nếu thực sự xuất hiện không gian sụp đổ thì người chung quanh cũng khó mà còn mạng. Cái này quả thực có thể so với tồn tại địa anh đỉnh phong va chạm với nhau rồi. Chu giật phàm dưới tình huống đã có chuẩn bị trước, vẫn bị trình cung đê ánh nát phạm âm đồng chung, sau đê ó dùng đại thánh di âm phát ra một kích cường hoành nhưng cũng bị chấn bay người ra bên ngoài hơn 10 dặm, quần áo trên thân thể nhao nhao vỡ vụn, tay đê ánh đê àng vừa rồi đã bị nổ tung, chu giật phàm phun ra một búng máu, một kích này đã khiến hắn tổn thương không nhẹ, nhưng chuyện kinh khủng nhất vẫn còn ở phía sau, trình cung cũng bị ánh bay ra ngoài vậy mà lại như không có việc gì vậy, chân đạp đạp thiên bộ, mang theo tiếng đổ vang tiếp tục đê ánh tới. Chu dật phàm ngay cả thời gian phục dụng đang dược cũng không có, dốc hết toàn lực né tránh. Lúc này hắn mới nhớ tới khi trình cung xông tới Nam Hoang, cướp bóc năm tỉnh Tây Nam, sau đê ó hắn càng nghĩ càng hối hận, lúc ấy tuyệt đối có cơ hội đê ánh chết trình cung. Giờ mình ra chủ ý, liên hợp cung bằng thái tử, võ thân vương và nguyệt minh thái tử, kết quả lại khiến trình cung như cá vượt long môn. Giờ chỉ cần dựa vào thân thể có thể hủy diệt phạm thánh đồng chung của mình, trong khi mình vận dụng đại thánh di âm cũng khó tổn thương được hắn, cái này cũng quá kinh khủng. Chu giật phàm vốn có thói quen khống chế hết thảy giờ đã hối hận không thôi, tự lấy đê áp vào chân mình, còn không chỉ là một lần, không phiền muộn mới là lại, tiếp ta thủy long kích, ngay khi trình cung tiếp tục đuổi giết chu giật phàm, võ thân vương ở sau lưng lăng không nhảy lên, đê ánh ra một kích, mang sát ý vô biên như thượng cổ thủy long vương bay vút lên màn, một kích này nhanh như lưu tinh còn chưa nói, trên đê ó còn mang theo một chút thủy chi lực kích chưa tới nhưng loại thủy chi lực này đã buộc chặt không gian chung quanh khiến hành động của trình cung cũng chịu ảnh hưởng nhất định nhìn thấy trình cung tiêu diệt phân thân của nguyệt minh thái tử thiếu chút nữa đã ánh chết hắn giờ lại truy kích chu giật phàm bọn hắn và trình cung sớm đã là cựu địch không thể nào hóa giải sau khi trình cung đối phó xong chu giật phàm khẳng định sẽ đến phiên mình cho nên võ thân vương không chút do dự liền toàn lực ra tay đối phó trình cung Vũ khí có thể cuộc lực lượng đặc thù, ít nhất cũng là tuyệt phẩm linh khí, tự mình đến tìm chết, vậy bản thiếu gia sẽ thành toàn cho ngươi. Thân thể hình như toàn lực lao đi của trình cung đột nhiên quay người, để ánh ra một quyền nữa. Ngươi thực sự cho rằng ngươi đã thân thể thành thánh, thành tựu kim cương bất hoại chi thân rồi sao, lại dám dùng thân thể kháng với tuyệt phẩm linh khí thủy long kích, quả thực tìm chết. Nhìn thấy trình cung dùng thân thể ánh ra một quyền đối chiến với tuyệt phẩm linh khí thủy long kích của hắn trong lòng võ thân vương như nở hoa. Tuyệt phẩm linh khí không thể so với trung phẩm linh khí phòng ngự của chu dật phàm được, lực công kích bản thân vô song, lại có thủy trị liệt biệt gia trì, có thể khiến tốc độ đối phương chậm lại, như người bình thường ở trong nước sẽ bị ảnh hưởng cực lớn vậy, cộng thêm sự sắc bén của thủy long kích, coi như tồn tại địa anh đỉnh phong và nửa bước thiên anh cũng không dám dùng thân thể bính, ngay cả tuyệt phẩm linh khí, cuộc lực lượng đặc thù hắn cũng đối quanh, muốn chết hay sao thế? dù là tồn tại thiên anh không vận chuyển pháp lực thần thông đơn thuần dùng thân thể cũng chưa chắc dám đê ốm đỡ oanh kích của tuyệt phẩm linh khí thằng này cũng quán đi oanh ngay khi tất cả mọi người cho rằng trình cung thật ngông cuồng quả thực đang tìm chết thì trình cung đuổi oanh với tuyệt phẩm linh khí thủy long kích của võ thân vương đang ở trên bầu trời lực lượng của một kích này khiến bầu trời chung quanh xuất hiện vết trạng ngàn mét yêu thú bên dưới trong mấy km đều bị ánh chết toàn bộ có một ít ngọn núi không nằm trong sự bảo hộ của trận pháp đều nhao nhao vỡ vụn. Đây là ở trên bầu trời, nếu là chiến đấu dưới mặt đất thì chung quanh trong vòng trăm dặm đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát mất. Tồn tại đảng bực này, di sơn đảo hải cơ hồ không gì làm không được, phá hư do chiến đấu tạo thành cũng kinh thiên động địa. Chấp pháp giả có một nhiệm vụ khác, chính là giám sát vài khiển cường giả bực này tùy tiện chiến đấu ở thế tục, tránh cho sanh linh đồ tháng, núi sông vỡ vụn, trừ phi là trong một ít không gian đặc thù, trận pháp các loại, nếu không cho dù là tồn tại thiên anh một bước lên trời, cao cao tại thượng, như khi đại tế tự của bà La Đa Thần Miếu chiến đấu với tư mã hàng thiên, cũng phải bay lên không trung rất cao để chiến đấu. Sau lực phá hoại siêu cường của một kích này, không ai nghiến là người kêu trên một tiếng bay ra ngoài lại là võ thân vương, không chỉ người hắn bay ra ngoài, mà ngay cả cánh tay nắm thủy long kích của hứng cũng có chút vạn vẹo, xương cốt hiển nhiên đã nát đến không thể nát hơn được nữa. Trình cung tuy rằng cũng bị ánh bay ra ngoài, nhưng không đến 10 dặm đã ổn định thân hình, sau một khắc liền phóng tới võ thân vương như một đạo sao băng, hắn. Hắn. Điều này sao có thể, hắn lại dùng thân thể kháng với tuyệt phẩm linh khí, còn còn thắng nữa, đây là người sao? Coi như là thân thể của yêu thú cũng không biến thái như vậy a, à. không cần binh khí, cũng có thể ánh cho võ thân vương và Chu Dật phàm liên thủ đến thảm như vậy hắn thật sự là anh tầng thứ hai sao? Chấm 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 chấm. Người chung quanh đều nhìn mà choáng váng, mà ngay cả Vương Bằng Khải đã rối loạn vì mất đi pháp bảo cũng hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng a, à. thủ đoạn này dù có so với một ít thiên tài nhật kiệt kiệt xuất nhất của Trung Châu cũng không kém bao nhiêu. Một nơi xuống dốc như Nam Chim Bộ Châu sao có thể xuất hiện nhân vật bậc này được? Chương 567, dùng âm hóa lôi. Lúc này, Chu Dật Phàm đã phục dụng dược vật, cánh tay cũng đã tái sinh. Đến cảnh giới này rồi, chỉ cần quán dược cường đại phụ trợ, địa anh bất diệt, tổn thương thân thể chỉ cần không quá mắt, không hoàn toàn vỡ vụn, về cơ bản đều có thể khôi phục lại rất nhanh. Nhìn thấy một kích của võ thân vương lại bị trọng thương như mình, hắn lần nữa đặt tay lên đại thánh di âm, rốt cuộc cũng có cơ hội phát huy uy lực của đại thánh di âm và tuyệt học thất âm cầm cung rồi, liên thủ, diệt sát hắn. Chu Dật Phàm cũng đã thúc giục lực lượng đến cực hạn, mượn nhờ đờn dược bột phát ra pháp lực vượt quá ngũ thiên long, mượn nhờ pháp bảo đại thánh di âm và tuyệt hốc của thất âm cầm cung, dùng công kích âm ba vô thượng, quy lực đã hơn xa tồn tại địa anh tầng thứ 8 bình thường rồi. Võ thân vương tay phải đã vỡ vụn, tay trái trực tiếp nắm lấy thủy long kích, thân thể lùi rất nhanh về phía sau, không ngừng vận chuyển lực lượng đặc thù của thủy long kích muốn vây khốn trình cung, nhưng hắn vẫn phát hiện ra hiệu quả lại hết sức nhỏ bé. Mà trình cung lại khiến tất cả mọi người khiếp sợ, sợ hãi tháng phục, trong thanh âm sợ hãi, hắn chỉ dựa vào thân thiểu theo đê ánh giết võ thân vương, đối kháng với tiếng đê àn của chu giật phàm. Sau khi đổ kiếp, trình cung cũng rất muốn phát tiết một lần, cũng rất muốn thống thống khoái khoái bạo một hồi. Vừa rồi diệt đi phân thân của Nguyệt Minh Thái Tử và giết chết bọn người hách ẩn đức cũng chỉ là khởi động thôi. Lúc này hắn mới thực sự là đang chiến đấu, hắn cũng không sử dụng lực lượng khác, hắn muốn xem thử lực lượng thân thể của hắn thân thể của hắn hiện giờ kỳ thật chỉ tới trình độ địa anh tầng thứ 9, sở dĩ có thể mạnh như thế, là vì thần niệm thiên anh của trình cung sử dụng luyện thần quyết trong vô hạn bí pháp gia trì lên thân thể, giống như mặc vào cho thân thể một kiện chiến y vậy. Công thêm thân thể trình cung quả thật vô cùng cường hãn dưới sự rèn luyện của các loại thiên lôi, hư không âm dương kiếp, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, niết bàn hỏa diễm và các loại lực lượng, nói là anh tầng thứ 9, đê ó là một loại đê ánh giá về cảnh giới và lực lượng dung nạp nếu như chỉ dùng cường độ thân thể mà nói tuyệt đối không chênh lệch bao nhiêu so với tồn tại thiên anh cũng chính vì thế trình cung mới ngang nhiên không sợ giống như khảo thí vậy chỉ dựa vào thân thể chiến bọn hắn mục tiêu của trình cung chưa bao giờ là sức với người cùng thế hệ cả là người của hai thế giới ở kiếp trước tuy rằng không dùng lực lượng làm chủ nhưng cũng là một trong số ít tồn tại đỉnh phong ở linh sơn cho nên hắn chỉ dựa vào thân thể thôi đã khiến hai người chật vật không chịu nổi rồi. Long ngâm phong minh, kích tiên diệt thần, thiên cổ trường tháng, Huyễn diệt thuấn gian. Lực lượng của Chu Dật Phàm hiện giờ khó có thể phát huy ra uy lực chính thức của bán đạo khí thánh di âm, nhưng so với tuyệt phẩm linh khí bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc nhẹ gãy đê àng, làng điệu một khúc kích tiên diệt thần, long ngâm phong minh vang vọng giữa thiên địa, tiếng đê àng vô hình, nhưng người cố tình đã sớm phát hiện ra, chung quanh thân thể trình cung như bị vô số pháp bảo vô hình xé rách vậy, không gian cũng xuất hiện từng đạo dấu vết bị xé rách, loại lực xé rách kinh người này cũng chỉ là một bộ phận uy lực của Đại Thánh Di Âm, uy lực chân chính của Đại Thánh Di Âm chính là công kích đối với thần niệm, tạo thành vô số ảo giác, đây mới là uy lực chính thức của khúc cầm mà Chu Dật Phàm đang tấu, đại tài tử chó má, đê àn cái gì ó, lăng, đột nhiên, trình cung trong khi đang truy sát võ thân vương đột nhiên lại nổi giận quát một tiếng, âm thanh như sấm sét giữa trời quang, như cùng lôi độ kiếp, ầm ầm nổ vang, ngàn dặm trống rỗng, đê ám mây vỡ vụn, không gian chấn động, thất âm cầm cung am hiểu dùng âm công kích, thay đổi liên tục khiếp sợ cửu châu đại địa, nhưng sở học của trình cung lại cao hơn bọn hắn một đầu, dù chỉ là một tiếng quát giận nhưng vừa rồi trình cung ngoài đuổi giết võ thân vương ra, đã sớm chuẩn bị công pháp từ lâu. Trong đê ó ẩn chứa thiên lôi âm và nộ sắc hống trình cung lấy được lúc trước, sất, quát, theo như truyền thuyết là thanh âm đầu tiên khi khai thiên tích địa, mà thiên lôi lại đại biểu cho thiên phạt. Đây là hai loại công pháp dùng âm đối địch mà trình cung thích nhất. Một tiếng nổ sất hống thiên địa, dưới thiên lôi âm không có sinh hồn. Đây chính là hai câu nói danh chấn Linh Sơn năm đê ó, nổ sất nhất thanh hống, thiên lôi chấn tiên âm. Một khi vang lên, sông núi vỡ vụn, giang hảo lưu, oanh, chu dật phàm phát giác được không tốt, lập tức hai tay vận chuyển toàn bộ lực lượng, lập tức dùng đại thánh di âm lập nên phòng hộ mạnh nhất, đổi công làm thủ, dùng âm đê út phòng, nhưng tiếp một chữ lăng lại ẩn chứa hai loại thượng của thần thông, dưới nổ sất hống, thiên lôi âm, một chữ lăng cầm ầm nổ vang, giống như thiên lôi oanh kích vậy, cả người chu dật phàm trực tiếp bị ánh bay ra ngoài. May mắn lúc này vì thánh di âm bột phát ra một hồi hào quang, nếu không thân thể chu dật phàm đã bị tiêu tán rồi, nhưng cho dù như thế, thân thể của hắn cũng truyền đến hơn 10 tiếng gãy xương tóc tán loạn, một thân toàn huyết, thân thể xuất hiện vô số vết nứt, như tùy thời đều có khả năng vỡ vụn vậy, khủng bố dị thường, làm sao có thể. Dùng âm hóa lôi, như trời giáng lôi phạt, coi như là thái thượng trưởng lão của thất âm cầm cung cũng không làm được như vậy, hắn là dùng loại thân thông nào, quá kinh khủng, tuyệt đối là thần thông của thời đại thượng cổ, ẩn chứa uy lực vô biên, một tiếng sắc trống có thể kinh thiên động địa, núi sông vỡ vụn. Thần sắc chu giật phàm kịch biến, khó có thể bảo trì vẻ lạnh nhạt phong khinh vân đạm, khống chế hết thảy như trước nữa. Hắn từ nhỏ tiến vào thất âm cầm cung, giờ phút này nghe được trình cung dùng sức nộ hống, thiên lôi âm phát ra một chữ lăng, hắn ngoại trừ tổn thương ra, nhiều hơn nữa là khiếp sợ, trung động, thậm chí có một loại cảm giác cuồng hỉ trong nội tâm. Cái này giống như một luyện đan sư nhìn thấy cửu châu thập đại đan đạo đại sư luyện đan vậy, đê ó là một loại vô cùng sùng kính, ngưỡng mộ thậm chí cuồng nhiệt trong lòng bởi vì ó chính là thứ hắn muốn truy cầu, côn bằng thái tử, ngươi còn còn đứng đê ó làm gì, cùng liên thủ giết hắn đi, phốc, trình cung dùng sất nộ hống, thiên lôi âm phát ra một chữ lăng, khiến công kích tiếng đê àn của chu giật phàm giống như như giang hà cuốn ngược. Chu giật phàm bị trọng thương, khiến võ thân vương thực sự không chịu nổi nữa, quay về phía côn bằng thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, bản thái tử diệt sát địch nhân, chưa bao giờ liên thủ với bất cứ kẻ nào cả, Hắn giờ đã không còn được quy tắc cửu châu đại địa bảo hộ nữa, chấp pháp giả khó mà bảo vệ hắn. Các ngươi nếu có thể trốn đi hoặc chết mất, bản thái tử tự nhiên sẽ tự tay tru sát hắn. Cung bằng thái tử trên không trung đằng xa, lãnh ngạo nói. Mặc dù trình cung biểu hiện ra sức chiến đấu khủng bố như thế, nhưng hắn vẫn vô cùng tự tin, không hề có bất cứ tứ muốn ra tay nào cả, lại nói rất rõ. Lúc này đã không thể so với trước kia nữa hắn cũng không cần phải hợp tác với bọn Chu Dật Phàm làm gì, chỉ câu trả lời này của hắn thiếu chút nữa khiến chu giật phàm và võ thân vương thổ huyết thế lực sau lưng bốn người thì yêu tộc mạnh nhất tiếp theo là thất âm cầm cung sau đê ó là võ thân vương bởi vì sau lưng võ thân vương có các thế lực như nam cương độc giáo bà la đa thần miếu và thiên ma tông ủng hộ cuối cùng mới là phù văn tông nếu bàn về thế lực cho dù có mạnh yếu nhưng đều là siêu cấp thế lực cả không ai quá e ngại ai. Nhưng nếu bàn về thực lực thì nhất định là côn bằng thái tử mạnh nhất. Nguyệt Minh thái tử ngay cả anh cũng chưa đột phá. Võ thân vương kỳ ngộ liên tục nhưng dù sao căn cơ vẫn trên lệch một tí. Chu giật phàm không dùng lực lượng trứ danh. Mà giờ khắc này côn bằng thái tử mạnh nhất lại nói ra ly này. Thật sự khiến bọn hắn có có cảm giác như muốn thổ huyết. Không chỉ là bọn hắn. Nguyệt Minh thái tử cũng điên cuồng mắng côn bằng thái tử trong lòng. Bởi vì tình cảnh của hắn so với chu giật phàm võ thân vương cũng không tốt hơn bao nhiêu, bác bảo phù lục đã bạo phát 5 lần, hào quang đã ảm đạm, bản thân bị Lý Giật Phong đê ánh trọng thương, tùy thời đều gặp nguy hiểm đến tánh mạng, a à, nhưng vào lúc này, một thanh âm tức giận, thống khổ vang lên. Nguyên lai like là vừa rồi võ thân vương phân tâm bảo côn bằng thái tử ra tay đang bị một bàn tay cực lớn lưu chuyển huyết sắc quang mang, như muốn bao phủ cả thương khung bắt lấy, xương cốt toàn thân để bị bẻ vụn, địa anh trong cơ thể căn bản không cách nào chạy sẽ được, sắp tan thành mây khói rồi. Trình cung đã tập thể dục xong, giờ phút này rốt cục ra tay, võ thân vương phân thân công thêm tư duy theo quán tính cho rằng trình cung cũng chỉ có thân thể cường hãn lại không nghiến đột nhiên lại bị trình cung dùng thần thông huyết thương khung đại thủ ấn bắt lấy, tùy thời sẽ diệt vong. Tiểu nhi không biết sống chết, lập tức buông hắn ra, tự xác nhận sai, bổn tọa có thể miễn ngươi vạn năm thống khổ huyết thương khung đại thủ ấn của trình cung trảo đến võ thân vương ở xa xa trong bầu trời liền truyền đến một thanh âm già nua nhưng mang theo uy thế vô cùng giống như trưởng bối mệnh lệnh vãn bối vậy dùng một loại khẩu khí như ra lệnh để nói chuyện sau một khắc một người mặc trang phục bà la đa thần miếu dáng người so những trưởng lão mà võ thân vương mang theo ban nãy còn cao hơn một cái đầu hai mắt tách ra hàng quan lăng liệt lời vừa vang lên người đảng phụ cận ha ha trình cung lần này xem ngươi hung hăng càng quấy thế nào nữa, ngươi tiếp tục hung hăng càng quấy đi. Đã sớm nói ngươi biết rồi, chỉ bằng vào một tên không có căn cơ như người còn muốn đấu với chúng ta, quả thực là đang tìm chết, hậu quả của việc không biết tự lượng sức mình, chết chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhìn thấy người bảo hộ võ thân vương xuất hiện, Nguyệt Minh Thái tự lực tới cực điểm so với võ thân vương còn kích động, vô cùng hưng phấn, hung hăng càng quấy cuồng tiếu. Ngươi còn có thời gian rỗi quan tâm người khác sao, liên quan mẹ giếng ngươi chứ, học giỏi khó càng khó, học xấu chỉ trong một ý niệm, Lý Dật Phong tiếp xúc với bọn trình cung, mập mạp trong một thời gian ngắn, cách nói chuyện cũng đã thay đổi rất nhiều. Trong thấy Nguyệt Minh Thái tử còn dám hung hăng càng quấy nói chuyện, Lý Dật Phong liền phát hỏa, ta bảo ngươi con mẹ nó cười, dịch thư lập tức chấn động, một mảnh văn tự cổ xưa nhất bên trên hình thành một đạo trận pháp thần kỳ. Lúc này bác bảo phù lục của Nguyệt Minh Thái tử đã không bằng một, hai phần mười trước kia, bị lực lượng hàng băng cuồng bạo này ảnh hưởng trong nháy mắt phân thân nguyệt minh thái tử liền bị phong ấn trong đó lý dật phong ngươi dám nguyệt minh thái tử ở bên cạnh biến sắc hắn đã mất đi một đạo phân thân tá mệnh phù chính là một tổn thất không nhỏ nếu hiện giờ còn mất thêm một cái nữa như vậy thành tựu vất vả mấy năm nay mới có được của hắn liền bị hủy diệt đi một nửa có gì mà không dám đừng nói là một cái phân thân hiện giờ ngươi cũng đừng có vọng tưởng gì nữa người xấu như ngươi không thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này nữa. Quanh, Lý Dật Phong trực tiếp thúc giục dịch thư, dịch thư liền chiếu xạ ra một đạo quang mang, kích thẳng đến phân thân của Nguyệt Minh Thái tử đang bị băng phong, khiến phân thân của hắn lập tức nát bấy. Thế nhưng hào quang vẫn không giảm, trực tiếp kích thẳng về chân thân Nguyệt Minh Thái tử, tuy rằng đều là nhân anh đỉnh phong, nhưng Nguyệt Minh Thái tử mất đi hai cổ phân thân liên tiếp, vừa rồi trình cung anh kích, hắn cũng đã bị trọng thương hơn nữa Lý giật Phong lại thúc giục đạo khí chân chính, quy lực cường đại có thể đơn giản giết chết địa anh tầng thứ năm, huống chi là hắn, lần này quá nhanh, khiến Nguyệt Minh Thái tử không có bất cứ cơ hội chạy trốn nào, tiểu bối làm càng, nhưng vào lúc này, một đại thủ lăng không chộp tới, trực tiếp ngăn trở đạo tia sáng của dịch thư, ngay sau đó liền bóp nát hào quang này. Một khắc sau, một lão đầu thân thể khô héo gầy yếu, hai mắt lõm sâu xuất hiện trước người Nguyệt Minh Thái tử, vẫn thiếu một chút nữa. Lý Dật Phong sớm đã dự liệu được, có chút tiếc nuối mà nói, hiển nhiên là muốn đột nhiên phát lực, xuất kỳ bất ý đánh chết Nguyệt Minh thái tử. Nhưng tiếc là người tới quá mạnh mẽ, mặc dù hắn sử dụng đạo khí nhưng cũng rất khó đánh chết Nguyệt Minh thái tử trước mặt đối phương, mà lúc này, chút ít thủ hạ của Võ Thân Vương, Chu Dật Phàm và cung bằng thái tử bọn hắn cũng đều đã bị đánh chết. Chút ít thủ hạ kia của Lý Dật Phong cũng thật vô cùng hung hãn, tuy rằng có năm người bị giết đa số đều bị thương không nhẹ, nhưng chiến tích này vẫn huy hoàng. Giờ phút này, bọn hắn đều đứng sau lưng Lý Giật Phong, bởi vì tình huống hiện giờ đã có biến hóa, vũ thúc, cứu. Cứu ta, võ thân vương bị trình cung bắt lấy, giúp toàn lực muốn tránh thoát nhưng căn bản không được, chỉ có thể giúp sức liều mạng, không ngừng ngưng tụ lực lượng, tăng cường phòng ngự để ngăn cản lại lực lượng của trình cung. Đột nhiên nhìn thấy trưởng lão bà La Đa Thần Miếu xuất hiện, trong mắt hắn lại lóe lên hy vọng đây cũng không phải là trưởng lão bình thường, mà chính là trưởng lão thứ bảy đạm đài phi vũ trong thập đại trưởng lão bà La Đa Thần Miếu A, thập đại trưởng lão bà La Đa Thần Miếu, trên cơ bản là hậu tuyển thái thượng trưởng lão, so với trưởng lão bình thường thì khác nhau rất lớn, coi như đạt tới địa anh tầng thứ 10 cũng chưa hẳn có thể trở thành một trong thập đại trưởng lão, chẳng những cần cảnh giới mà còn phải có lực lượng, thực lực và sức chiến đấu, chương 568, thiêu từng điểm từng điểm. Đạm Đài Phi Vũ là đại tế tự tộc đệ, là một trong những người có hy vọng trở thành thái thượng trưởng lão 10 năm sau nhất. Tại bà La Đa Thần Miễu, sau khi võ thân vương biết rõ thân thế của mình, liền tới bái kiến hắn, giờ phút này thấy hắn xuất hiện, bởi vậy nên sinh lòng vô cùng thân thiết, hy vọng sống sót lại khởi lên. Có bổn tọa ở đây, không có người nào có thể gây tổn thương cho ngươi, mà người nào dám làm như vậy thì đều là địch nhân của bà La Đa Thần Miếu, kết cục chắc chắn sẽ là tử vong nếu như nghe thấy lời ta nói vậy thì thả hắn ra tự sát tạ tội thanh âm đạm đài phi vũ như chung lớn khí thế bức nhân mà một khi hắn vận chuyển bát vạn long chi lực địa anh đỉnh phong trời đất đều như muốn sụp đổ đi trình cung bất quá chỉ là địa anh tầng thứ hai so với đạm đài phi vũ thì long chi lực của hắn chỉ vận chuyển được hai ngàn không khác gì con sâu cái kiến nói hắn tự sát đã là ban ân với hắn rồi đừng nhìn hắn hung hăng càng quấy như vừa rồi trong mắt hắn tất cả đều là tiểu bối căn bản không đáng nhắc tới mà địa anh đỉnh phong chính là bắt đầu vô hạn tiếp cận thập vạn long chi lực hắn có được bác vạn long chi lực cũng tính là nổi bật trong địa anh đỉnh phong huống chỉ đối mặt với hắn chỉ là một tiểu bối vừa mới bước vào cảnh giới địa anh địa anh đỉnh phong xuất lực lượng bác vạn long chi lực tạo thành uy áp khủng bố tuyệt đối chỉ riêng loại cảm giác áp bách này cũng đủ khiến địa anh dưới tầng thứ năm khó có thể chịu đựng được nếu người bình thường vừa đạt tới địa anh thậm chí có thể sụp đổ dưới uy áp này trên thực tế, khi đạm đài phi vũ nói như vậy, đồng thời đã sử dụng thần niệm và lực lượng địa anh đỉnh phong để áp bách tới, muốn trình cung trực tiếp tan tác, một địa anh tầng thứ hai, căn bản không cần hắn ra tay, hắn đã có quá nhiều kinh nghiệm về chuyện này. Chỉ một tia lực lượng và thần niệm áp bách từ mắt hắn phóng xuất ra cũng đủ để đối phương sụp đổ mà chết. Ngươi bảo hộ cho hắn đúng không? Con mẹ nó lại dám vô lễ như vậy. Nghĩ đến không cần ra tay, chỉ dựa vào uy áp mà muốn thân thể mình sụp đổ, chỉ dựa vào thần niệm mà muốn tiêu diệt mình. Cảm nhận được người này sử dụng thần niệm cùng uy áp mà muốn tiêu diệt mình, trình cung suýt chút nữa cười ra tiếng. Tuy rằng mình vừa mới đổ kiếp, chỉ mới đạt tới địa anh tầng thứ hai, nhưng thân thể đã là địa anh tầng thứ chín đỉnh phong rồi. Đây chỉ là cảnh giới, nhưng sức chiến đấu thực sự và trình độ cường hãn thì để so sánh với thiên anh, không nói thần niệm trình cung đã đạt tới cảnh giới thiên anh đã có thần niệm cường đại như vậy, cho dù là thiên anh có đến cũng không sợ, huống gì là ngươi. Bất quá, trình cung cũng không dám khinh thường, bởi vì địa anh đỉnh phong và địa anh tầng thứ 8 bất đồng với nhau, hơn nữa trước kia mình cũng có đầu cơ trục lợi, nếu không thì rất khó để đơn giản đánh chết như vậy. Sau khi đạt tới địa anh, mỗi một cảnh giới đều phi thường cách xa nhau. Địa anh tầng thứ nhất và địa anh đỉnh phong khác biệt như trời với đất, một cái cực hạn chỉ là một ngàn long chi lực, nhưng cực hạn cái kia thì đạt đến 10 vạn long chi lực, ai cũng có thể tự hiểu lấy mình, Trình cung rất rõ ràng tình huống của hắn, nếu là địa anh tầng thứ 9 trở xuống thì hắn đều có thể liều mạng, nhưng nếu gặp địa địa anh tầng thứ 10 đỉnh phong thì cũng chỉ có thể ra sức bảo vệ tính mạng thôi, ngươi ở trong miếu nhiều quá hóa ngu à? Đầu có bị bệnh không? Nói người khác tự sát là ban ân, không biết đầu ngươi có phải là cái nhà xí không nữa, loại lời này mà cũng có thể nói ra, thật sự bản đại thiếu gia đây rất chân thành, nghiêm túc nói cho ngươi hay, ngươi như vậy gọi là trang bức, ngươi có hiểu hay không? Tuy rằng địa anh đỉnh phong rất mạnh, nhưng trình cung cũng không sợ, nói với đạm đài phi vũ xong, cũng không đợi hắn có phản ứng, liền trực tiếp nhìn về phía võ thân vương, nói, ngươi có nhớ trước kia vân đang tông muốn bắt người của ta luyện nhân đang hay không? Mặc dù ta không có hắc sắc hỏa diễm thần bí như trưởng lão kia của các ngươi, nhưng ta cũng là luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan đại sư cũng hiểu được một chút về luyện chế nhân đan chỉ bất quá tới nay không có thí nghiệm qua hôm nay vừa vặn bắt ngươi để luyện tập vậy trình cung nói xong vương tay ra một cái tam vị chân hỏa của bản thân hắn trực tiếp hóa thành một đạo quan mang đánh thẳng về phía võ thân vương tuy lúc này võ thân vương bị bắt giữ nhưng dựa vào tuyệt phẩm linh khí thủy long kích và vài món thượng phẩm linh khí khác trên người mà liều mạng giải dụa nhưng ngọn lửa này của trình cung lại không xem những vật phòng ngự của hắn ra gì trực tiếp đốt cháy xuyên qua thân thể hắn a à, bên trong tam vị chân hỏa của trình cung đã ẩn chưa một tia niết bàn hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên người võ thân vương thống khổ nhất không phải là đau đớn trên thân thể mà là một loại sợ hãi sợ hãi bị chôn sống luyện hóa thành nhân đan còn có một cảm giác khuất nhục vốn tưởng rằng có đại tế tự tương trợ tiếp nhận cửu chuyển càng không đan mà thành tựu địa anh cảnh giới sau khi trở về có thể hãnh diện, triệt để dẫm nát trình cung dưới chân. Kết quả, lúc trở về phát hiện trình cung ở cảnh giới vạn tượng nhất long cũng không hề yếu hơn hắn, mà ngay cả bọn người côn bằng thái tử cũng bị đùa nghịch không thể làm gì được. Toàn bộ kế hoạch yêu tộc vạt âm cầm cung, phù văn tông, còn có bà la đa thần miếu sau lưng hắn, hết thảy đều đổ sông đổ biển. Bốn người liên hợp, hắn vốn phải chết, nhưng vậy mà lại sống sót, còn trở thành người giống như truyền thuyết thượng cổ. Vượt qua cảnh giới nhân anh, trực tiếp đạt tới địa anh, sức chiến đấu cường hãn dọa người, ngay cả địa anh tầng thứ 8 cũng có thể đánh chết, từ trước đến nay, thân là thiên tài như hắn, chịu phải loại cảm giác thất bại này quả thực là thống khổ nhất, Tiểu Nhi muốn chết, Đạm Đài Phi vũ giận dữ, chưa từng có người nào dám nói như vậy với địa anh đỉnh phong. Hắn đưa tay ra, trực tiếp chụp về phía Trình Cung. Thần thông địa anh đỉnh phong, nhanh tới mức tận cùng, lập tức xuất hiện trước người Trình Cung muốn bóp chết hắn, vừa rồi hắn rất uy phong, hung hăng càng quấy, mà loại lời nói của Trình cung vừa rồi cũng chính là đánh vào mặt hắn, Đạm Đài Phi Vũ phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng có chút sợ hãi, thân phận võ thân vương này đã được gia tộc Đạm Thai thừa nhận, đại tế tự đã dặn đi dặn lại là phải bảo vệ hắn cho tốt, vạn nhất để xảy ra chuyện gì, hắn quả thực không thể đảm đương nổi, chỉ là Đạm Đài Phi Vũ vừa ra tay, Trình cung phản phất như lâm vào trong hắc giọng hết thảy chung quanh đều như sụp đổ xuống thậm chí hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong hư không đã dẫn hút hắn vào đó, đến a, chụp chết hắn, tùy tiện đập hắn dẹp tròn mếu như thế nào đều được. Chương 569, cướp đoạt không gian nguyên giới. Trình Cung đột nhiên khoát tay, bắt võ thân vương chắn trước người hắn, ngươi dám. Gia hỏa ti tiện, hèn mọn, Đạm Đài Phi vũ chấn động, hắn không nghĩ dưới tình huống này mà Trình Cung còn thể ra tay, một kích tùy tiện của hắn cũng chứa uy lực vượt qua vạn long chi lực phải biết rằng địa anh tầng thứ nhất bất quá chỉ có 1.000 long chi lực, tầng thứ hai bất quá có 2.000 long chi lực, tầng thứ ba bước vào tầng thứ tư thì có tăng vọt một ít, sau đó tầng thứ bảy đến tầng thứ 8 thì lại tăng vọt một ít nhưng mặc dù đến tầng thứ 8 thì cũng chỉ có thể xuất ra cực hạn là hơn một vạn long chi lực, không có khả năng xuất ra hai vạn long chi lực, địa anh tầng thứ 9 thì có thể đạt tới 3 vạn long chi lực, mà cực hạn tầng thứ mới chính là 5 vạn long chi lực, loại trên lệch này, có nghĩa là địa anh đỉnh phong tùy tiện ra tay đều đủ áp bách địa anh dưới tầng thứ bảy không thể nào động đậy được, nhưng hiện tại tiểu tử này không bị ảnh hưởng một chút nào, còn cầm hai chân võ thân vương đang bị thiêu đốt ngăn cản trước người hắn, đáng giận, đạm đài phi vũ tức giận mắng to, lông mày nhíu lại, đại thủ xuất trưởng, ầm ầm nổ tung, bà mẹ nó, con mẹ nó ngươi kích động cái gì, nhìn bộ dạng phẫn nộ kích động của đạm đài phi vũ kia, trình cung trực tiếp giơ ngón giữa, nói to. Ngươi cho rằng ngươi là ai mà muốn giết bổn đại thiếu gia ta đây? Cho rằng ta không thể phản kháng, quả thực là đầu ngươi chứa đầy phân rồi. Đến a, đến nhìn ngươi giết ta nhanh hay là ta giết hắn nhanh hơn? Địa anh đỉnh phong thì sao? Hắc hắc, Trình Cung. Ngươi, ngươi sẽ chết không yên ổn, bị tam vị chân hỏa cùng niết bàn hỏa diễm thiêu đốt, dù là địa anh như võ thân vương cũng không chịu nổi. Hơn nữa nhìn thân thể của mình đang bị thiêu hủy dần dần loại cảm giác này tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng được ngươi yên tâm bổn đại thiếu gia khẳng định sẽ sống lâu hơn ngươi rất nhiều nhìn ngươi còn rất có tâm tư vậy thì để hỏa diễm tăng lên một điểm nữa vậy trình cung nói xong vung tay một cái lưỡng đạo chân hỏa đang thiêu đốt võ thân vương càng thêm mãnh liệt ngươi đạm đài phi vũ tức muốn nổ tung thân thể muốn tiến lên động ngươi dám động sao ta liền trực tiếp bóc nát thân thể và địa anh của hắn a có đảm lượng thì cứ thử xem hai tay trình cung vừa dùng lực thân thể võ thân vương liền truyền ra thanh âm vỡ vụn trình cung ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể còn sống mà rời khỏi đây sao lúc này thanh âm chu giật phàm cũng đã vang lên giờ phút này bên cạnh hắn cũng có thêm một ít người trong đó có hai tùy tùng là một lão nhân dân hương và một phu nhân mà trước người bọn hắn là một lão giả hai người đều rất là lễ kính người này đứng trước người chu giật phàm, tản ra một loại khí tức khiến người cảm thấy bất đồng với sát tràng này, có một loại cảm giác vô cùng tự nhiên, hiển nhiên là một người hộ đạo, hơn nữa cường đại dị thường, hiện giờ ai cũng không thể cứu được ngươi. Lúc này, Nguyệt Minh Thái Tử và người hộ đạo của hắn cũng đã bay tới, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, lớn chuyện rồi, vốn muốn xuất kỳ bất ý đánh chết một người sau đó bỏ chạy, không nghĩ tới đám người kia lại ra tay nhanh như vậy. Cái gì mà rèn luyện, cái gì mà kinh nghiệm mưa gió, nếu không trải qua sinh tử thì phát triển như thế nào? Giờ phút này, Lý Dật Phong cũng mang người đến bên cạnh Trình Cung, rất là khó chịu mà nói ra, bởi vì cuối cùng hắn cũng không giết được Nguyệt Minh Thái tử, ngược lại nhìn đại thủ nhuốm máu của Trình Cung đang kiềm giữ võ thân vương, lúc này tam vị chân hỏa đã đốt tới đầu gối hắn rồi. Lý Dật Phong hướng về Trình Cung, giơ ngón tay cái lên, nói, "Vẫn là ngươi ngưu a, à. đột nhiên xuất kỳ bất ý tiêu diệt người này, ta ngăn trở bọn hắn." còn ngươi chạy trước đi, ta có dịch thư và thủ đoạn khác có thể bảo vệ được tính mạng. Lý Dật Phong cũng không phải loại lương thiện, trước kia, sử dụng những thứ này nhưng hắn cũng không có biện pháp nhúng tay, hỗ trợ trình cung đột phá thiên kiếp, mắt cũng đã đỏ rồi, vừa rồi lại không thể diệt sát Nguyệt Minh Thái Tử mà càng tiếc hận, cho nên hiện giờ hắn thật sự muốn giết chết một hai người bên đối phương cho hả giận, thằng này thật sự là ngoan độc, thật sự dám một mình đối nghịch với mấy thế lực lớn cho dù là tiểu tử thiên tài lý gia cũng không được như thế. Mau nhìn võ thân vương kia, hai chân hắn đã bị thiêu đốt rồi, mà tên hộ đạo của hắn lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm sằng bậy. Như vậy không phải là một biện pháp, trình cung kia cũng tuyệt đối không dám giết võ thân vương, nếu không thì hắn cũng chết chắc rồi. Giết hay không giết hắn đều chết chắc, bị nhiều địa anh đỉnh phong nhìn chầm chầm như vậy, hắn muốn không chết cũng không được. Cường giả địa anh đỉnh phong thất âm cầm cung, bà la đa thần miếu, Phù Văn Tông đều chính thức xuất hiện. Tuy rằng côn bằng thái tử lãnh ngạo không nhúc nhích một cái, nhưng không ai không biết thế lực yêu tộc là lớn nhất chỗ này, bọn hắn đã chuẩn bị vô số năm, nội tình cũng cường hãn kinh người, chỉ là không người nào biết rõ côn bằng thái tử rất cường đại, trong các thế lực lớn tại cửu châu này cũng tuyệt đối là thanh niên trẻ tuổi kiệt xuất số một số hai. Dưới tình huống như vậy, không có người nào nhìn thấu được trình cung, đều cho rằng hắn thập tử vô sinh, con mẹ nó, chỉ mình ngươi biết tính toán à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn đại thiếu gia là loại người xúc động không có đầu óc hay sao? Nếu không có lực lượng, ta dám chơi đùa với bọn hắn như vậy sao? Trình cung truyền âm nói, ngươi cứ đợi ở đây xem kịch vui a. À. bổn đại thiếu gia là quần là áo lược, không phải là chiến sĩ chính thức gì, bổn đại thiếu gia thích nhất là lấy nhiều khi ít, lấy thế đè người, dùng ưu thế chấm dứt chiến đấu đấy. Hắc hắc, Lý Dật Phong nguyên vốn đã suy nghĩ dốc sức liều mạng chiến một trận, lập tức vui vẻ trong nội tâm, lại lập tức nghĩ đến những chuyện của Trình Cung, đúng vậy, Trình đại thiếu hắn có thể là quần là áo lực chân chân chính chính, tuy rằng lực chiến đấu hiện tại đã rất mạnh, thậm chí có thể giết địch vượt vài cấp với hắn, nhưng nếu vậy mà không để ý tới thế lực sau lưng hắn, quả thật là sai lầm rồi. A, à, lúc này hỏa diễm đã đốt tới phần bụng của Võ Thân Vương, mà phần thân thể dưới bụng của hắn đã hoàn toàn hóa thành tro tàn trước mặt tất cả mọi người hắn bị trình cung thiêu cháy thê thảm như thế cái này xa xa không phải thống khổ bình thường có thể hình dung được rồi mà tuy người hộ đạo của hắn là địa anh đỉnh phong nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình chỉ đứng đấy mà không dám làm gì sằng bậy bởi vì hiện giờ trình cung chậm chạp đốt cháy nhưng chỉ cần cuối cùng địa anh không bị hủy diệt thì vẫn còn có thể cứu võ thân vương được nhưng chỉ cần hắn hơi có chút dị động trình cung hiển nhiên sẽ không chút do dự mà triệt để tiêu diệt võ thân vương Ta xem đã không cần phải chờ đợi thêm nữa, nếu không ra thì sẽ muộn đấy, Phi Vũ huynh, chúng ta phối hợp, vật lộn đỏ sức a, nếu tiếp tục như thế này thì cũng không phải là biện pháp. Lúc này, Chu Dật Phàm và người hộ đạo của Nguyệt Minh Thái tử đang xem náo nhiệt đều ra ý muốn liên thủ với Đạm Đài phi vũ. Dù sao thì người bị bắt cũng không phải là người bọn hắn cần bảo hộ. Nhưng Đạm Đài phi vũ thì lại vô cùng khẩn trương, hận không thể cắn nát răng của mình hắn đường đường là một trong thập đại trưởng lão bà La Đa Thần Miếu, địa anh đỉnh phong. Nhưng hiện giờ lại bị một tiểu oa nhi áp chế ở đây, nhưng hắn vẫn không dám vọng động vì sợ võ thân vương gặp chuyện không may. Bởi vì hắn không thể đảm đương nổi hậu quả này, nếu ngươi thật sự giết hắn thì ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát, hôm nay bổn tọa cho ngươi một cơ hội sống sót, nhớ kỹ, chỉ vẹn vẹn ngày hôm nay, nếu ngươi lập tức thả hắn ra, bổn tọa sẽ không ra tay giết ngươi. Đạm Đài Phi Vũ nhìn Trình Cung đang chậm rãi thiêu đốt võ thân vương. Hắn cũng muốn đưa ra điều kiện chứ không phải là chọn cách ngọc đá cùng tan, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn thỏa hiệp tạm thời, nhưng trong nội tâm hắn lại hung dữ suy nghĩ, ta không tự mình ra tay nhưng còn có những người khác, hôm nay bổn tọa nói không giết ngươi, vừa rồi cũng đã đàm luận với hai người kia, một khi Trình Cung ngươi thả võ thân vương ra, bọn hắn sẽ lập tức động thủ bắt ngươi lại, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không giết chết ngươi nếu vậy thì quá tiện nghi cho ngươi rồi. Mà ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, nếu không như vậy thì không thể nào tiêu trừ đi cổ ác khí trong lòng ta lúc này, Lan. Ngươi nói đi đâu rồi? Có biết lớn nhỏ là gì không? Có biết địa bàn này của ai không? Có biết ai làm chủ tại đây không? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ngay cả địa hỏa ma kiếp, thiên cương lôi kiếp hay hơn 10 chủng thiên kiếp dị biến bổn đại thiếu gia ta cũng không sợ, há lại sợ ngươi uy hiếp muốn cứu hắn tốt thôi giao ra 10 khỏa đạo đan ba kiện đạo khí 10 dọc địa nhũ thần tủy nghĩ đến cha ruột hắn năm đó có thể cắm sừng lên đầu hoàng đế nhất định rất khủng bố a à, có lẽ chút tiền chuột đó với hắn không là vấn đề gì trình cung căn bản không để ý tới lời uy hiếp của hắn cường ngạnh liệt kê ra một danh sách tiền chuột khốn nạn quá khốn nạn a à. ngay cả lý giật phong đứng sau lưng trình cung cũng nhịn không được cảm khái Đồng thời Nhãn Châu hắn cũng xoay động, ánh mắt nhìn về phía Võ Thân Vương cũng biến đổi rất nhiều, thì ra là thế, Địa nhũ thần tủy đích thực là thần dược tại bà La đa thần miếu, mỗi 10 năm mới có một giọt sinh ra đời, dược hiệu mỗi một giọt có thể so với hạ phẩm đạo đan, mà dùng nó để luyện đan thì càng vô cùng thần hiệu, là một trong những thần dược hiếm có trong thiên hạ, mà chẳng những địa nhũ thần tủy có thể sinh cơ bạch cốt, tăng lực lượng lên, đối với thiên anh mỗi một giọt đều có được tác dụng kéo dài 10 năm tuổi thọ. Chỉ là cả bà la đa thần miếu 10 năm mới có một giọt. Bọn hắn còn cần dùng để đổi lấy tài nguyên, tuyệt đối không hề dư thừa giọt nào, coi như là thái thượng trưởng lão, cũng chỉ có lúc tấn chức mới đạt được hai giọt với tư cách là bảo vệ tính mạng. Cách không được bà la đa thần miếu ủng hộ hắn như vậy, thì ra là thế. Không chỉ hắn mà những người trước kia không minh bạch thân phận võ thân vương, cũng đều minh bạch chuyện gì đã xảy ra đạm đài phi vũ tức đến mức muôn nổ tung nhưng lại không thể làm gì. Điều kiện này của trình cung cũng quá hà khắc rồi. Đạo đan, đạo khí và nhũ thần tủy đều vô cùng trân quý, khó có thể cân nhắc được giá trị, đừng nói là hắn, ngay cả đại tế tự cũng không dám tùy ý đáp ứng điều kiện này, gia hỏa đáng giận, muốn hắn thả người phải trả một cái giá trên trời như vậy, cung bằng thái tử lạnh lùng nhìn, chu giật phàm, nguyệt minh thái tử tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đều chờ mong. Nếu võ thân vương bị giết, sẽ giảm bớt một đối thủ tranh đoạt nam chim bộ châu, còn có thể khiến đạm đài phi vũ giết trình cung để báo thù. Tuy rằng hai người không nói ra, nhưng trong nội tâm đều rất hy vọng sự tình phát triển theo chiều hướng này. Lúc này, võ thân vương đang bị trình cung dùng huyết thương khung đại thủ ấn bắt giữ, đã cắn nát mấy cái răng rồi. Hắn quả thực không biết mình là có vận khí lớn hay là đen đuổi cực độ nữa, vì cái gì mà sau mỗi lần đạt được thiên đại cơ duyên đều gặp chuyện không may bây giờ lại bị người ta lấy ra làm thẻ đánh bạc đùa bỡn như một trò đùa vì cái gì tại sao lại như vậy trình cung nếu bổn vương bắt được ngươi thì sẽ tra tấn ngươi trăm ngàn năm nếu không tuyệt đối khó tiêu được nộ khí trong lòng bổn vương lúc này hai đạo chân hỏa đã thiêu hủy phần bụng võ thân vương thần sắc võ thân vương đột nhiên biến đổi thần niệm hắn bị trình cung dùng luyện thần quyết áp bách hoàn toàn không có biện pháp khiến địa anh nhảy ra khỏi thân thể địa anh trực tiếp niết động pháp quyết bằng một lực lượng yếu ớt cố gắng xuất ra một đạo lực lượng trong ý thức hải của hắn trong ý thức hải hắn liền xuất hiện một khe hở lập tức có một giọt nhỏ chừng móng tay màu ngà sữa chớp động lên vô số hào quang thần kỳ bay ra trực tiếp bị địa, địa anh thu lấy đại bộ phận tinh hoa lập tức dung hợp vào bên trong địa anh một số nhỏ còn lại thì tắt thì tiến vào thân thể lúc này trong mắt võ thân vương tràn đầy vẻ tàn nhẫn Tuyệt phẩm linh khí thủy long kích trong tay hắn như ngủ đông, nhưng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, tùy thời phóng lên trời, chỉ là khe hở vừa vỡ ra trong ý thức hải của hắn sau đó liền khép lại, Võ Thân Vương cũng chuẩn bị muốn bột phát, đã mở ra rồi thì gấp gáp đóng lại như vậy làm gì, để bản đại thiếu gia nhìn xem ngươi có đồ vật gì a, à, ẩn giấu thần bí như vậy. Trùng kích thần niệm, ngay tại lúc Võ Thân Vương muốn khép lại khe hở trong ý thức hải của hắn, thanh âm giống như thiên lôi của Trình cung vang lên. Một khắc sau, trùng kích thần niệm của Trình Cung như là phong bạo cường đại nhất tập kích đến, khiến ý thức hải của Võ Thân Vương như lập tức muốn đổ tung. A, à, Võ Thân Vương hét thảm một tiếng, thần niệm của Trình Cung cứ thế căng không gian nguyên giới của hắn ra, một khắc sau, thần niệm của hắn liền trực tiếp thu lấy đại lượng đồ vật bên trong đó. Trình Cung, ngươi chết đi. Võ Thân Vương quát lớn một tiếng, Thủy Long kích trong tay bộc phát oanh tạc, giờ khắc này lực lượng của võ thân vương vậy mà lại cường hoành hơn lúc nãy đến mấy lần, phát huy lực lượng đến mức cực hạn, hơn nữa còn trực tiếp dập tắt hỏa diễm đang thiêu đốt hạ thể hắn, ngay sau đó, thân thể của hắn liền lập tức sinh dài ra, oanh, huyết thương khung đại thủ ấn của trình cung mất tác dụng, hắn liền mãnh liệt oanh ra một quyền, đụng thẳng vào thủy long đang bộc phát của võ thân vương, chương 570, địa nhũ thần tủy. Thân thể trình cung bị đánh bay ra ngoài mấy km, võ thân vương cũng đồng dạng lui ra ngoài mấy km. Nhưng bất đồng với vừa rồi chính là lực lượng một kích này chính là do tuyệt phẩm linh khí thủy long kích bạo phát ra uy lực. Trên nắm tay trình cung không ngừng nhỏ máu, cánh tay của hắn xuất hiện một vết máu như ngón cái, đang kéo một đầu thủy long lên, bành bành bành, trình cung vận chuyển lực lượng, bức bách lực lượng thủy long đánh vào trong cơ thể hắn ra ngoài, lúc này thương thế mới không chuyển biến xấu đi, mà võ thân vương bị đánh bay ra ngoài, lập tức được đạm đài phi vũ bảo vệ nhưng giờ phút này hắn giống như là một chiến thần, hạ thể trọng sinh lại với tốc độ nhanh đến kinh người, trên thân thể hắn tràn ngập một cổ lực lượng trùng thiên, dưới một kích này, hắn chẳng những không bị thương mà còn đột phá. Lúc này hắn đã đột phá địa anh tầng thứ ba, trực tiếp đạt tới địa anh tầng thứ tư, lực lượng vẫn còn điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến địa anh tầng thứ tư đỉnh phong, oanh, lực lượng trong cơ thể võ thân vương lăng mình quay cuồng tuy rằng sau ý thức hải của hắn bị trùng kích thần niệm của trình cung kích trúng, giống như là bị nổ tung, nhưng sau khi hấp thu lực lượng địa nhũ thần tủy, khiến hắn chẳng những dập tắt tam vị chân hỏa, trọng sinh lại thân thể mà còn tăng vọt liên tiếp hai cảnh giới, một hơi đạt đến địa anh tầng thứ năm, tại bà La Đa Thần Miếu, đạt được địa nhũ thần tủy liền một bước lên trời, chỉ có thiên anh cao cao tại thượng mới có tư cách hưởng dụng, mà bảo bối thiên anh trọng dụng, quy lực tự nhiên không bình thường tuy rằng giờ phút này tăng lên hai cảnh giới nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra hiệu quả chính thức của địa nhũ thần tủy đạm đài phi vũ nhìn thấy lực lượng võ thân vương tăng lên liền đứng hộ pháp trước người hắn cũng không có lập tức truy sát trình cung địa nhũ thần tủy chính là địa nhũ thần tủy cứ như vậy mà sử dụng địa nhũ thần tủy quả thực là thiên vật bạo tàng xem ra hắn thật sự là con riêng của đại tế tự bà la đa thần miếu rồi nếu không thì dù là địa anh đỉnh phong cũng không có khả năng đạt được bảo vật này. Bất quá tiểu tử này có sức chịu đựng cao thật đấy, còn suýt chút nữa đã phản kích thành công. Nguyên lai là đại tế tự bà la đa thần miếu cắm sừng lên đầu hoàng đế. Cách không được hắn không dám lên tiếng, một mực nhịn cho tới bây giờ. Người chung quanh đều nhao nhao nghị luận, cũng may là những người này đều thông qua thần niệm mà trao đổi. Nhưng dù là vậy, ánh mắt những người bên cạnh nhìn võ thân vương cũng đều khác thường mà đạm đài phi vũ nhìn thân thể võ thân vương bạo phát ra hào quang thần sắc rất là phức tạp một tên tiểu bối cấp bậc này lại đạt được bảo vật nói không ghen ghét thì đó là giả dối chúc mừng chúc mừng chu huynh bộc phát tuyệt cảnh đề thăng lực lượng chu huynh quả nhiên là kỳ tài ngút trời làm đại sự bội phục bội phục nhìn thấy võ thân vương lại tăng tiến trực tiếp đạt tới địa anh tầng thứ năm nguyệt minh thái tử liền lên tiếng chúc mừng có thể nhẫn nại mà người thường không thể nào làm được xuất kỳ bất ý tuy rằng một lần hành động không thể giết chết trình cung nhưng không phải người thường có thể làm được chu giật phàm cũng rất cảm khái hắn thật sự rất bất giờ võ thân vương này vậy mà mạo hiểm dùng thân chịu đựng loại tra tấn này trong miệng nói xong nhưng trong lòng rất lấy làm kỳ quái thầm nghĩ trong lòng về sau xem ra không thể xem thường bất luận kẻ nào rồi đừng nói là bọn hắn ngay cả kẻ lãnh ngạo như côn bằng thái tử cũng khẽ gật đầu tuy rằng võ thân vương tập sát trình cung bất thành nhưng vừa rồi hắn có thể chịu đựng được hết thảy, lòng nhẫn nại ấy quả thực không phải người bình thường có thể làm được. Từ điểm này, cuối cùng côn bằng thái tử cũng có chút thừa nhận võ thân vương này cũng coi như là người kiệt xuất trong những người bình thường rồi. Ngay tại lúc tất cả mọi người còn đang sợ hãi tháng phục võ thân vương ẩn nhẫn bộc phát, tuy rằng tập kích trình cung bất thành, nhưng biểu hiện phi phàm như vậy không phải người bình thường có thể làm được. Võ thân vương vừa mới tăng tiếng lại đang nhỏ máu trong lòng tuy rằng lực lượng tăng vọt hai cảnh giới nhỏ liên tiếp nhưng vừa rồi hắn đã bị bức phải sử dụng địa nhũ thần tủy đó chính là tinh hoa địa nhũ chân chính ngưng tụ vạn năm mà hình thành đối với thiên anh thì có tác dụng rất lớn nếu như không phải vạn bất đắc dĩ võ thân vương cũng đợi đến lúc bị thiên anh trùng kích mới sử dụng người khác nói hắn ẩn nhẫn muốn tập kích giết ngược trình cung kỳ thật hắn một mực không muốn sử dụng hơn nữa hắn lo lắng nhất chính là không gian nguyên giới của mình bị bại lộ bình thường chỉ có sau khi đạt tới thiên anh mới có thể có được không gian nguyên giới, loại không gian này bất đồng với không gian giới chỉ bình thường, có thể không ngừng tăng lên theo lực lượng, cảnh giới và thần niệm của bản thân. Hơn nữa lại được che giấu rất an toàn, hắn có được là do đại tế tự lợi dụng đại lượng tài nguyên, lực lượng lớn cưỡng ép mở ra, chính vì có không gian nguyên giới trong ý thức hải này, võ thân vương mới mang theo một ít bảo vật trọng yếu trên người. Dù sao Trước khi bị trình cung và thần bí nhân kia liên tiếp cướp đoạt đồ vật, hắn thật sự sợ hãi. Thứ nhất là đau lòng vì địa nhũ thần tủy, thứ hai là hắn lo lắng bị bại lộ, cho nên hắn một mực ẩn nhẫn đến cùng. Về phần sử dụng địa nhũ thần tủy, sau đó tập kích giết ngược trình cung, bất quá là chuyện thuận tay mà làm, sợ phát sinh chuyện gì. Vừa rồi lúc hắn mở ra không gian nguyên giới, bị thần niệm trùng kích, còn chưa khép không gian nguyên giới lại thì đã bị trình cung dùng thần niệm trực tiếp lấy đi không ít đồ vật trong không gian nguyên giới bởi vì vừa rồi hắn bị trình cung dùng đại thủ ấn huyết thương khung bắt giữ bao khỏa lực lượng hắn lại những vật bay ra kia đồng thời đã bị trình cung lấy đi những người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra giờ phút này lực lượng tăng lên đồng thời hắn cũng kiểm tra không gian nguyên giới của mình thoáng một phát ba giọt địa nhũ thần tủy mình đã dùng một giọt nhưng hai giọt kia đã không còn gần 15 vạn nguyên đang tinh khiết, tài nguyên mình chuẩn bị để mời chào nhân thủ lúc trở về cũng bị lấy đi, còn có một thanh thiên như ý, đây chính là bảo vật trong sản xuất thần mỏ, là tài liệu trọng yếu để luyện chế đạo khí. Còn có một khỏa thiên cấp trung phẩm tục mệnh đan, ba khỏa thiên cấp hạ phẩm liệu thương đan, trên 300 khỏa địa cấp siêu phẩm đan cùng với hàng nghìn đan dược dưới địa cấp thượng phẩm, đảo thần niệm qua một phen, võ thân vương như thế nào còn cao hứng, tâm tình của hắn lúc này như muốn chết đi hắn thật sự khóc không ra nước mắt vì cái gì tại sao lại như vậy lúc này thương thế trên cánh tay trình cung cũng đã tốt rồi hắn cũng không có đi khoe khoang chỉ là hướng về phía võ thân vương vừa mới đột phá kia chấp chấp tay bộ dạng vô cùng bội phục người khác còn cho là hắn bội phục võ thân vương có thể chịu đựng thân thể bị thiêu đốt lại còn có thể tập kích khiến hắn trọng thương nhưng cũng chỉ có võ thân vương mới biết rõ ý tứ của trình cung quả nhiên mình đoán đúng đã là phụ tử đại tế tự không có khả năng không để đầy đủ chỗ tốt cho võ thân vương đối với người bình thường mà nói mặc dù đạt tới thiên anh nhưng muốn mở ra không gian nguyên giới cũng không phải dễ dàng không chỉ cần lực lượng còn cần cảm ngộ và rất nhiều tài liệu trân quý cho nên cũng không phải tất cả thiên anh đều có không gian nguyên giới nhưng những cái này đối với đại tế tự thì cũng không tính là gì trình cung phát hiện võ thân vương này thậm chí không mang theo không gian giới chỉ liền đoán được cái này nếu không hắn căn bản không chậm chạp như vậy, cho tới bây giờ hắn không phải là người làm việc lề mề, nhưng vừa rồi hắn đã tận lực chờ thời cơ, cuối cùng cũng thu được kết quả tốt. Một lần hành động được lấy được một ít bảo vật trong không gian giới nguyên của võ thân vương mà đối với một ít gia tộc loại nhỏ thì đó tương đương như là toàn bộ tài phú. Bắt lấy hắn, bắt sống, võ thân vương nhìn trình cung chầm chầm, hung dữ nói, nhưng chính hắn lại không dám đơn giản xông lên, hắn thật sự có chút sợ hãi, như thế nào? muốn ỷ nhiều khi ít, trình cung nhìn bọn người võ thân vương, nói ra, hừ, đối với bổn tọa mà nói thì như lọc vào tai này ra tai kia, đạm đài phi vũ hừ lạnh một tiếng, thanh âm tràn đầy nóng nảy, bước ra từng bước một, mỗi một bước đều tuân theo một quy luật vận chuyển kỳ quái trong thiên địa, tuy rằng là cất bước trên không trung, nhưng toàn bộ đại địa phía sau hắn cơ hồ cũng rung rung lên, hơn nửa cơn tức giận của hắn đều đã dùng hết lên người trình cung, giờ phút này, trình cung khó mà có khả năng chạy trốn hắn tùy thời đều có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất, cái này giống như là mèo vờn chuột sau khi vây khốn, bước từng bước một tới gần, hắn muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của đối phương, hiện giờ ngươi đã biết sợ rồi sao? Ta chính là khi dễ ngươi, lấy thế đè người đấy, thì sao? Hiện giờ chắc ngươi cũng biết mình chỉ là con dáng con dế, không có bối cảnh mà cũng dám khiêu chiến chúng ta. Nguyệt Minh Thái Tử cũng nói ra, bộ dạng vô cùng thống khổ, trình đại thiếu, ngươi tới số rồi. Chu giật phàm cười cười nhìn trình cung, khẽ lắc đầu, hắc hắc, đừng ra vẻ tự cao tự đại như vậy, muốn động thử thì cứ việc, bất quá đừng trách lão tử không cảnh cáo ngươi, lúc ngươi động thủ thì cũng là lúc ngươi chết. Trình cung cười hắc hắc một cách xấu xa, nói, các ngươi cho rằng bổn đại thiếu vì cái gì mà có thể vượt qua thiên kiếp biến thái như vậy. Kỳ thật bổn đại thiếu gia đã sớm tính toán các ngươi sẽ xử ra chiêu này, nghĩ tới các ngươi có thể sẽ ra chiêu này, Tự nhiên nghĩ tới sau đó các ngươi sẽ làm gì, nói thật, dùng chỉ số thông minh của các ngươi, miệng các ngươi khẽ động thì bổn đại thiếu gia liền biết các ngươi có ý gì rồi. Bổn đại thiếu gia trước tính 500 năm, sau tính 800 năm, sớm đã tính toán hết thảy bọn ngươi rồi. Nếu các ngươi dựa vào thực lực bản thân chiến đấu với bổn đại thiếu gia, như vậy cho dù chết trận thì bổn đại thiếu gia cũng phụng bồi đến cùng, nhưng nếu muốn chơi trò khác, vậy thì sẽ chết vô cùng thảm thiết, giống như đại trận các ngươi sử dụng vừa rồi trộn gà bất thành còn mất nắm gạo, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh mồm mạnh miệng. Nguyệt Minh Thái tử biểu môi kinh thường, người hộ đạo của bọn hắn đều đã xuất thủ, ai cũng không cứu được hắn rồi, vậy sao? Bổn tọa ngược lại muốn kiến thức, trước hết bổn tọa tiêu diệt nhục thể của ngươi, giam cầm địa anh của ngươi, xem ngươi có thể làm được gì. Đạm đài phi vũ cũng sớm đã nhẫn nhịn một bụng tức giận rồi, hiện giờ lại không kiên sợ gì, trực tiếp khoát tay, một đại thủ liền chụp về phía trình cung, Lực lượng lần này chừng 6 vạn long chi lực, đây đã là sức mạnh phi thường khủng bố, lực áp bách này khiến bầu trời như muốn đổ sụp, chỉ riêng loại áp bách này đã khiến người khó có thể thoát khỏi. Bành, một đại thủ so với đại thủ của Đạm Đài Phi Vũ thì còn lớn hơn, rất nhanh trực tiếp đập tới, trực tiếp chấn vỡ vụn đại thủ kia của Đạm Đài Phi Vũ, sau đó vẫn không đổi hướng, chụp về phía Đạm Đài Phi Vũ. Không, Đạm Đài Phi Vũ kinh hãi, bởi vì hắn biết lực lượng một kích kia của mình tuy rằng không phải là ứng phó toàn lực nhưng cũng đã không phải bình thường rồi như thế nào lại như trứng gà đập lên tảng đá kinh khủng nhất chính là giờ phút này chính hắn cũng bờ di một cổ lực lượng áp bách giam cầm áp chế lại hắn muốn cử động thoáng một phát cũng đều rất khó khăn loại cảm giác này đồng dạng như là hắn ra tay áp chế người dưới địa anh tầng thứ năm nhưng mình đường đường là địa anh đỉnh phong tại sao có thể như vậy là ai ra tay là ai có thể khủng bố như thế Đạm Đài Phi Vũ miễn cưỡng dùng thần niệm thúc dục một kiện thượng phẩm linh khí bảo y bên ngoài thân thể, nhưng còn không đợi hắn thúc dục kiện bảo y này đạt quy lực mạnh nhất, đại thủ kia đã oanh tới, oanh, lực phòng ngự của thượng phẩm linh khí bảo y rất kinh người, vậy mà nổ ầm ầm. Đồng thời, thân thể Đạm Đài Phi Vũ, một trong thập đại trưởng lão bà La Đa Thần Miếu, địa anh đỉnh phong cũng bị đánh vỡ vụn, thân thể vỡ vụn, địa anh của Đạm Đài Phi Vũ lập tức thoát ra, vận chuyển bí pháp muốn chạy trốn nhưng tiếc là năm ngón tay của bàn tay cực lớn như núi kia có chút thu lại trực tiếp thu địa anh đạm đài phi vũ vào lòng bàn tay một khắc sau một tầng lực lượng thần niệm trên lòng bàn tay kia trực tiếp vây khốn đạm đài phi vũ mà bàn tay đã bắt đầu bốc cháy a à, ngươi dám ta phải a à, ta là một trong thập đại trưởng lão bà la đa thần miếu ngươi dám địa anh đạm đài phi vũ bị nhốt trên đỉnh đầu tất cả mọi người trực tiếp bị luyện hóa trước mặt mọi người võ thân vương nguyệt minh thái tử chu dật phàm đều biến sắc đừng nói là bọn hắn mà ngay cả người hộ đạo của chu dật phàm thuộc thất âm cầm cung người hộ đạo nguyệt minh thái tử phù văn tông cũng đều giật mình thần sắc không còn tự nhiên nữa khủng bố lực lượng kia quá kinh khủng cấp bậc bọn hắn căn bản không có khả năng đối kháng thiên anh đúng vậy chỉ có thiên anh mới có thể phát ra loại lực lượng này thiên anh một bước lên trời thiên uy khó dò chính thức nắm giữ lực lượng thiên đạo chính thức hiểu được quy tắc vận chuyển sử dụng thiên đạo cũng chỉ có như thế mới có được uy lực khủng bố như thế chẳng lẽ đây là người hộ đạo của trình cung trình độ như vậy thì chỉ có thể là thiên anh cái này cũng quá kinh khủng a à. đạm đài phi vũ bị bạo thể địa anh còn bị luyện hóa nhưng không có người nào dám lên tiếng không người nào ra tay Loại thiên đạo vô biên này ngăn chặn toàn bộ bọn hắn lại, chương 571, yêu hoàng giao long. Hiện tại, bọn hắn cũng không phải cân nhắc giết trình cung như thế nào, mà là làm thế nào để sống sót, sắc mặt ba người Chu Dật Phàm, Võ thân Vương và Nguyệt Minh thái tử đã khó coi nay còn khó coi hơn. Con mẹ nó, quy tắc thiên đạo, thiên uy khó dò, uy lực xuất ra tương đương với thiên anh, đại thủ a, ngươi quả thật xấu xa, nguyên lai đã sớm đào sẵn hố đợi bọn hắn nhảy xuống cũng không nói sớm với ta thẳng đến lúc này lý giật phong mới thở dài một hơi có thiên anh nắm giữ quy tắc thiên đạo làm hậu thuẫn thì sợ gì nữa a à? cho dù là bên trong tất cả các thế lực lớn tại cửu châu thiên anh cũng là người cao cao tại thượng sẽ không xuất động một cách đơn giản nói ra sẽ không có hiệu quả kích thích hơn nữa ta cũng rất ngoài ý muốn đấy trình cung xác thực rất ngoài ý muốn bởi vì vừa rồi hắn khống chế thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của mình mà động tay Sở dĩ hắn nói là ngoài ý muốn, chính là lần trước độ kiếp hắn không nghĩ tới sẽ có thiên cương lôi kích, cũng không nghĩ tới thiên ngoại hóa thân hỏa phượng ma long lại có thể đạt tới cảnh giới thiên anh. Ngươi, ta nói ngươi đấy, chớ né ánh mắt của ta. Ngươi vừa rồi không phải rất hoan hỷ, rất ngư bức nói muốn giết ta sao? Tới đây giết ta a, à, trình cung hướng về Nguyệt Minh Thái tử ngoắc ngoắc ngón tay, thách thức hắn. Nguyệt Minh Thái tử có chút khẽ nhăn mặt xấu hổ, quẩn bách phải chết, hắn cũng phải chết một cách kiên cường nhưng vừa nghĩ đến đạm đài phi vũ bị một kích diệt xác địa anh còn bị trình cung bạo dẫm trong lòng hắn rất hoảng sợ nhưng nếu không đứng ra trước mặt nhiều người như vậy hắn sẽ rất mất mặt cho nên chỉ có thể quăng ánh mắt cầu trợ về phía người hộ đạo của mình nơi này có bốn thế lực lớn là yêu tộc phù văn tông thất âm cầm cung và bà la đa thần miếu chúng ta chưa bao giờ e ngại bất cứ chuyện gì bất quá hiện giờ tiền bối thiên anh nắm giữ quy tắc thiên đạo đã ra mặt chúng ta hãy bỏ qua cho trình cung một lần con mẹ ngươi chết đi tới lúc này còn trang bức như vậy trình cung nổi giận trực tiếp gầm lên một tiếng tạch à, một đạo hỏa quan giáng xuống như sét đánh lập tức đánh trúng người hộ đạo của nguyệt minh thái tử hắn còn không kịp hét thảm một tiếng thân thể và địa anh lập tức trực tiếp hóa thành hư vô giống như niết bàn trọng sinh và thiên địa dung hợp lại làm một thể đồng hóa thành một đạo hóa thành hư vô, cái gì gọi là quy tắc thiên đạo, đây mới là thiên ngoại hóa thân hỏa phượng ma long đạt tới thiên anh chính thức dung nhập với lực lượng quy tắc thiên đạo, dùng niết bàn hỏa diễm làm căn cơ tạo thành niết bàn hỏa diễm thiểm địa, quy lực tự nhiên không phải bình thường, cho dù là người đồng cấp, nếu như không có chuẩn bị hay không có đạo khí, pháp bảo phòng ngự, một khi bị đánh trúng thì cũng giống như niết bàn hóa đạo diệt vong mà biến mất, con mẹ nó, ta xem ai còn dám trang bức với bổn đại thiếu gia thật đúng là không thấy quan tài thì còn không đổ lệ mà, ta xem còn tên nào dám nói loại lời này. Chu giật phàm, ngươi có cái gì muốn nói? Lúc này, ánh mắt trình cung liếc nhìn về phía chu giật phàm, mở miệng hỏi, nếu như hết thảy những thứ này đều trong tính toán của đại thiếu gia, chu giật phàm ta thua tâm phục khẩu phục, vẻ lạnh nhạt thông dong của chu giật phàm đã sớm biến mất, hiện giờ chỉ còn một tia cảm giác vô lực, lộ ra dáng tươi cười gượng ép ảm đạm. Bổn đại thiếu gia chính là thích nghe những lời này, Nói thêm một chút, nói không chừng tâm tình ta vui vẻ mà bỏ qua cho ngươi." Trình đại thiếu rất vui vẻ nói, "Con mẹ nó, ta xem như đã minh bạch vì cái gì mà da mặt mập mạp và sắc quỷ lại dày như vậy, nói chuyện mà như muốn ăn đòn, rốt cuộc đã tìm được căn nguyên rồi." Lý Dật Phong rất là cảm khái, nói ra, "Ân." Trình cung cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Lý Dật Phong, "Ngươi rốt cuộc như một người bình thường rồi, người bình thường." Lý Dật Phong sững sốt một chút, mất cả buổi mới phản ứng lại trình cung đây là nói hắn rốt cục bị ảnh hưởng nói chuyện có chút giống bọn họ rồi lý dật phong có chút thở dài bất đắc dĩ nói gần son thì đỏ gần mực thì đen con người bình thường ta thực sự gần mực thì đen rồi đừng nói mình như vậy ta cảm giác ngươi rất có tiềm chất là một tiểu bạch kiểm thật sự là một hoàng hậu a à. con mẹ nó coi chừng ta liều mạng với ngươi không cho phép nói ta là hoàng hậu tốt hoàng hậu một thiên anh cường đại nắm giữ quy tắc thiên đạo tùy ý ra tay liền trực tiếp diệt sát hai địa anh đỉnh phong. Rốt cục Lý Giật Phong cũng đã trầm tĩnh lại, hai người tùy ý trêu chọc nhau, bọn hắn đã nhẹ nhõm rồi, nhưng người khác lại không thể như vậy. Ba người võ thân vương, Nguyệt Minh Thái Tử, Chu Giật Phàm lo lắng nhìn chung quanh trình cung. Đến bây giờ bọn hắn vẫn còn không phát hiện ra thiên anh kia ở đâu, ra tay như thế nào, thiên anh nắm giữ quy tắc thiên đạo này cường đại đến mức khủng bố. Tại cửu châu này, bọn hắn mới thật sự là tồn tại khủng bố có thể trấn áp một phương cho dù là bên trong tất cả các thế lực lớn cũng đều là cấp bậc thái thượng trưởng lão kinh người nhất là người này giống như rất nghe lời trình cung đây mới là điều kinh khủng nhất hiện tại bọn hắn không dám tùy tiện nói lời nào vào lúc này cho dù thông tri đến thế lực của từng người khiến thiên anh chạy đến thì cũng đã muộn rồi làm sao bây giờ hiện giờ cũng chỉ có côn bằng thái tử mới có biện pháp rồi yêu tộc chính là đột phá ra tại Nam Hoang bố cục này, hiện giờ phải nghĩ biện pháp khiến cung bằng thái tử ra mặt. Trong ốc chu giật và một mực suy nghĩ, hắn không tin trình cung đều nghĩ kỹ hết thảy, phương pháp xử lý hắn nghĩ đến hiện giờ chính là thừa dịp này diệt trừ trình cung. Nếu thật sự không diệt trừ hắn, chính là lưu lại một mối họa lớn rồi. Ngươi cho rằng có thiên anh ra tay là có thể giữ được mạng sao, không đợi chu giật phàm mở miệng, cung bằng thái tử đột nhiên đi đến trước người trình cung, vô cùng tự tin như trước, Nhìn Trình cung, hôm nay bổn thái tử cho ngươi sử ra hết ác chủ bài, thi triển hết bản lĩnh ra. Sau đó bổn thái tử sẽ thu thập ngươi. Cái này là ác chủ bài của ngươi đúng không? Oanh, cung bằng thái tử vừa nói ra, chợt một đoàn hào quang ở xa xa trên bầu trời vọt tới, đi đầu tiên là một đầu giao long cực lớn, long giác, lân phiến cũng đã hình thành trên người, một khi thuần luồn đạt tới trình độ này thì đã có thể xưng là giao long, đây chính là thuần luồn long hoàng cường đại của yêu tộc yêu tộc có thiên vạn tộc, mà giao long nhất tộc lại có thể đứng đầu trong danh sách, mà thùng luồng long hoàng cực lớn này lại là một trong thập đại yêu tộc, rõ ràng tiến vào thiên anh cảnh giới chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai, phía sau hắn là hơn 10 đại yêu vương thực lực cường đại đi theo, khí thế và lực lượng mỗi một vị so với đạm đài phi vũ đều không yếu hơn.